Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Tập 169. Thời thế hiện nay, có thể xưng là đệ nhất thần y cũng chỉ có một người. Biểu hiện của lão giả dâu ria bỗng trở nên trang nghiêm, đó chính là Hạ Thiên. 12 năm trước, hắn đã mang theo gia quyến quy ẩn Sơn Lâm, nhưng vừa rồi ta đã đi theo cha con Chiêm gia, gặp được lão nhân gia ông. Độc của Chiêm công tử chính là do lão nhân gia ông giải. Ngươi đừng quá đắc ý. Lát nữa, Chiêm công tử sẽ tuyệt đối tỉnh lại. Ngươi đã trêu chọc Hạ thần y, chỉ sợ hôm nay ngươi sẽ phải chết. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy nhộn nhạo, nhất thời không biết nên nôn từ chỗ nào. Lão đầu, ta hoài nghi ngươi là người của quân đội bạn, cố ý mặc áo da của địch. Ninh Thụy thần có chút không nói nổi, ngươi có biết tên của anh rể ta là gì không? Lão giả dâu ria cười lạnh nhìn Hạ Thiên. Hắn tên gì liên quan gì đến ta? Ngươi nên lo chạy đi, chờ Chiêm gia chủ dẫn người đến, các ngươi nhất định phải chết. Anh rể ta tên Hạ Thiên, là Hạ Thiên hàng thật giá thật đấy. Ninh Thụy thần đã sớm từ Ninh Nhụy Nhụy biết được thân phận của Hạ Thiên, không khỏi bật cười ha hả, ngươi đã tán thành anh rể ta là thần y đệ nhất thiên hạ, tại sao còn đi tin loại hàng giả kia chứ? Gặp được chân Phật ngược lại còn không bái. Đánh giám. Lão giả dâu ria đánh giá Hạ Thiên mấy lần, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nhìn ngươi cũng chỉ là một tên nhóc hơn 20 tuổi, tại sao lại là Hạ thần y? Cho dù muốn giả mạo cũng nên tìm người lớn tuổi một chút, cứ tưởng người khác là ngu ngốc hết sao? Hạ Thiên lắc đầu, không cần tưởng, ngươi chính là một tên ngu ngốc. Ai nói thần y thì nhất định phải già? Ninh Thụy thần cũng cảm thấy có chút buồn cười, khó trách ngươi lại bị gạt. Hạ thần y giả mạo kia nhất định cũng là lão bất tử không khác gì ngươi. Không cho phép ngươi sỉ nhục Hạ thần y. Lão giả dâu ria nghe xong, tức đến mức mặt đỏ lên, tiện tay cua lấy một vật ném vào Ninh Thụy thần. Ninh Thụy thần linh hoạt né được, cười nói không lại thì ném đổ vào người ta, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, khó trách lại bị lừa. Đúng là nói hưu nói vượn. Lão giả dâu ria nhảy lên, chỉ vào Hạ Thiên và Ninh Thụy thần mà mắng. Hai người các ngươi chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Hạ thần y còn có môn nhân, sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Ninh Thụy thần nói, vậy ngươi gọi tên giả mạo đó đến đây đi, trước mặt đối chất. Ai thật ai giả chẳng phải có thể biết rõ sao. Hừ, Hạ thần y là nhân vật như thế nào, tại sao lại đến gặp ngươi, lão giả dâu ria còn chưa nói xong, một bóng người đột nhiên chạy vào, đồng thời còn nhấc chân đạp ông ta ngã lăn quay. Lão giả dâu ria cũng là người cứng cỏi, chịu một cước như thế cũng không có gì đáng ngại. Ông ta bò dậy từ dưới đất, quát lớn ai, là ai dám ra tay với lão phu? Là ta, người đến không nhanh không chậm, lạnh giọng nói. Lão giả dâu ria đưa mắt nhìn người đến, mắt không khỏi trợn tròn, Diệp hội trưởng, tại sao ngươi lại đến đây? Người đến cũng là người quen của Hạ Thiên, tên thật là Diệp Phi Diệp, hiện tại đổi thành Diệp Vô Minh. Là hội trưởng đương nhiệm của Thiên Nhân Hội. Thiên Nhân Hội là một tổ chức mà Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đã gặp khi đến Trung Nam Sơn. Tất cả những người bên trong đều là những người đã đi qua ba đại bí cảnh, sau đó bị linh khí xâm nhập, biến thành người chết sống lại. Hội trưởng lúc đó là một lão đầu tử họ Diệp sống hơn 500 năm. Khi đó, Diệp lão đầu muốn Hạ Thiên giết chết ông ta, chỗ tốt chính là truyền lại chức hội trưởng cho Hạ Thiên. Đáng tiếc. Hạ Thiên không có hứng thú với cái chức hội trưởng đó, tiện tay châm cho lão một châm, để lão tự quyết định sinh tử của mình. Tiếp theo, Hạ Thiên tùy ý tặng vị trí hội trưởng cho Diệp Vô Minh. Hàn Hạnh trai, ngươi đừng gọi ta là hội trưởng, ngươi không phải thiên nhân, cũng không có nhập hội. Diệp Vô Minh lãnh đạm khoát tay hơn nữa, ngươi dám mạo phạm Hạ Thiên. Hắn mới là hội trưởng chân chính của Thiên Nhân Hội, óc ngươi chứa nước à, nói. Rốt cuộc là ai bảo ngươi làm như thế? Hạ Thiên nhìn thấy Ninh Nhụy Nhụy đi theo đằng sau, liền hỏi tiểu muội chân dài, không phải nàng nói về nhà có việc sao? Tại sao lại quay lại? Ta đi đón Diệp Thúc mà. Ninh Nhụy Nhụy cười nói. Ông ấy là, Ninh Thụy Thần nhìn thấy Diệp Vô Minh, ánh mắt mở to, có chút khó tin, ngươi là Lục Thúc. Ngươi không phải chết rồi sao? Khi ta còn bé, ta có tham gia tang lễ của ngươi mà. Diệp Vô Minh khoát tay, ôn chuyện thì về sau hãy nói, trước giải quyết chuyện trước mắt đã. Vâng, Ninh Thụy Thần đành phải thu lại nghi ngờ, không nói gì nữa.
Diệp Vô Minh yên lặng nhìn lão giả râu ria, Hàn Hạnh trai, ngươi không phải nói muốn gặp Hạ Thần Y sao? Bây giờ hắn đang ở trước mặt ngươi, vì sao ngươi lại không bái kiến? Hắn thật sự là Hạ Thần Y của nghịch thiên bát châm sao? Lão giả râu ria vẫn không thể tiếp nhận được sự thật, tuổi của hắn, không thể nào. Điều này sao có thể? Hạ Thần Y mà ta gặp trước đó không phải như thế. Chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Diệp Vô Minh hừ lạnh, ngươi bị Chiêm Cao Hạc lừa rồi, hoặc có thể nói Chiêm Cao Hạc cũng bị người ta lừa. Lão giả râu ria nhất thời vẫn không tiếp nhận được, nhưng y thuật của Hạ Thần Y kia đích thật. Tên giả mạo đó ở đâu? Hạ Thiên lười nói nhảm, nói ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Ta không biết, lão giả râu ria mờ mịt nói, khi đi, Chiêm gia chủ còn bịt mắt và lỗ tai của ta. Lúc này, lại có người nhảy ra, ta biết ở đâu đấy. Ta biết người mà các ngươi muốn tìm ở đâu. Sát thủ A Sai từ trong chỗ tối nhảy ra, nói với Hạ Thiên, để ta dẫn các ngươi đến đó. Ngươi không phải là sát thủ đã ám sát anh rể ta sao? Ninh Thụy Thần nhìn thấy A Sai, không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngươi không lo chạy đi, tại sao còn dám trở về? A Sai đáp, Hạ Tiên Sinh tha cho ta một mạng, ta đương nhiên phải hồi báo. Huống chi, Hạ Tiên Sinh bảo ta đi điều tra một sát thủ khác, ta đã điều tra được, cho nên ta mới quay lại để báo cáo. Ninh Thụy Thần không biết phải đánh giá như thế nào, đành gượng cười, ngươi giết người chẳng ra sao cả, nhưng xử lý mấy chuyện này ngược lại rất lưu loát. Ta là đệ nhất sát thủ Đông Nam Á, giết người rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do lần này ta gặp phải Hạ Tiên Sinh, thất bại cũng là chuyện bình thường mà. A Sai có chút không phục. Hạ Thiên không kiên nhẫn khoát tay, được rồi, bớt nói nhảm đi, vào vấn đề chính dùm ta. Được, sát thủ A Sai dừng vài giây, tìm từ ngữ cho thích hợp, bỏ qua quá trình rườm rà, người muốn giết Nhiếp tiểu thư không ít, nhưng cố chủ lần này là một người tên Nhiếp Trường Sinh. Sát thủ mà ông ta thuê đã bị ta giải quyết, tuy nhiên, ta không bắt được Nhiếp Trường Sinh, bởi vì ông ta cùng với Chiêm gia, còn có tên Hạ Tiên Sinh giả mạo đang ở chung một chỗ. Ngươi nói hưu nói vượn gì thế? Cha của Nhiếp Tiểu Lý lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào A Sai mà mắng, Nhiếp Trường Sinh là em trai của ta, là chú ruột của Tiểu Lý, tại sao hắn ta lại cho người hạ độc Tiểu Lý chứ? Nói, có phải ngươi là cửu nhân Nhiếp gia thuê đến không? Tại sao ngươi lại muốn hãm hại em trai ta chứ? Nhiếp Tiểu Lý cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi có nhầm lẫn gì trong này không? Ta chẳng quen biết với Nhiếp Trường Sinh, cũng không có thù oán, không cần thiết phải hãm hại ông ta. A Sai liếc mắt, khó chịu nói, ta từ web đen mua được tư liệu của cố chủ, hơn nữa còn từ miệng tên sát thủ kia moi được tin tức, còn đích thân xác nhận qua, không thể có sai lầm gì ở đây. Nhiếp Trường Thắng vẫn không tin, đánh giám. Tuyệt đối là đánh giám. Ngươi cầm miệng đi, Hạ Thiên châm cho Nhiếp Trường Thắng một châm, khiến ông ta tạm thời không phát ra được âm thanh. Tiếp theo, hắn quay sang A Sai, nói, ngươi nói tiếp đi. A Sai nhìn thấy thủ đoạn thần kỳ của Hạ Thiên, không khỏi liếm môi một cái, ban đầu, ta cũng muốn bắt giữ Nhiếp Trường Sinh, dẫn ông ta đến giao cho Hạ Tiên Sinh. Tuy nhiên, khi ta theo dõi đến một căn biệt thự ở ngoại ô, ta nhìn thấy gia chủ Chiêm gia dẫn theo lão đầu râu ria này, còn có Chiêm Văn Bân đến đó. Ta chờ ở bên ngoài, khoảng một tiếng rưỡi sau, ta nhìn thấy Chiêm Văn Bân và lão giả râu ria này bước ra mà không thấy gia chủ Chiêm gia. Ta cảm thấy rất lạ, liền lén vào trong định nghe lén. Tuy nhiên, vừa mới tiến vào đã bị phát hiện, khó khăn lắm mới thoát khỏi, ta liền chạy về đây báo cáo cho Hạ Tiên Sinh. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, hơi cau mày hỏi Hạ Thiên. Hắn ta nói là thật sao? Hắn ta không có nói sai, nhưng những lời này cũng không có tác dụng gì. Hạ Thiên nói. Diệp Vô Minh lên tiếng, lão đầu tử tự xưng là Hạ Thiên, ta biết là ai rồi, nhưng không nghĩ đến ông ta lại cấu kết với Nhiếp gia và Chiêm gia. Xem ra, toan tính của ông ta không nhỏ. Diệp Thúc, người nói người này là ai thế? Ninh Nhụy Nhụy vội hỏi. Người đó tên Long Hành Vũ, là phản đồ của Thiên Nhân Hội. Là nhân vật cấp nguyên lão gần với Diệp lão nhất trong hội. Diệp Vô Minh chậm rãi giải thích, trước đó, ông ta và Diệp lão bị vây ở bí cảnh U Minh, nhưng về sau ông ta bị Diệp lão nhìn ra được thân phận, phát hiện ông ta hoàn toàn không phải thiên nhân, hơn nữa còn lập mưu gây nguy hiểm cho nhân loại.
Diệp lão vốn định diệt trừ ông ta, kết quả bị ông ta phát hiện, thế là ông ta đã mang theo một đám người đánh lén, đả thương Diệp lão, chính thức mưu phản. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, không khỏi cảm thấy kỳ quái, ta và Hạ Thiên vừa mới rời khỏi tàn cảnh U Minh mấy ngày trước mà. Hẳn là do các ngươi trong lúc vô tình đã ảnh hưởng kế hoạch của bọn họ, cho nên bọn họ mới gia tăng tiến độ, từ đó lộ ra nhiều sơ hở như thế. Chỉ là không nghĩ đến vẫn đâm vào họng súng của Hạ Tiên Sinh và ngươi. Diệp Vô Minh gật đầu, nói tiếp, mặc dù mưu đồ của những người này không rõ, nhưng tuyệt đối có liên quan đến ba bí cảnh. Lần trước, Diệp lão giao thiên nhân hội cho Hạ Thiên, bọn họ đã có ý kiến, đã từng lén lút đến tìm Diệp lão, nhưng Diệp lão không để ý đến bọn họ. Có một điều mà ta nghĩ mãi vẫn không rõ, vì sao bọn họ nhất định phải tác hợp Nhiếp Tiểu Thư và Chiêm Văn Bân? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Nhiếp Tiểu Lý vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ về điều này. Ban đầu, nàng cứ tưởng rằng Chiêm Văn Bân là mê sắc đẹp của nàng, cho nên mới tạo áp lực với Nhiếp gia. Về sau, nàng cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, bởi vì một số lão ngoan cố Nhiếp gia cũng bắt đầu ra mặt, cực lực tác hợp việc này, còn lấy người nhà của nàng ra uy hiếp, nàng chịu không được áp lực đành phải thỏa hiệp. Điều này ta cũng không rõ nữa. Diệp Vô Minh lắc đầu, Hạ Tiên Sinh có nhìn ra được manh mối gì không? Hạ Thiên nhếch miệng đáp, ta chẳng có hứng thú biết muốn đám ngu ngốc đó muốn làm gì. Tóm lại, bọn họ đánh chủ ý lên vợ của ta là không được. Muốn biết cũng đơn giản thôi. Mặc kệ là gia chủ Chiêm gia hay là Nhiếp Trường Sinh, cứ bắt tất cả đến đây tra hỏi thì biết ngay thôi. Ninh Nhụy Nhụy ở chung với Hạ Thiên đã lâu, phong cách hành sự cũng bị ảnh hưởng, xử lý đều rất ngắn gọn. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng quát khẽ, đúng là to gan, là ai nói muốn bắt ta? Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Chiêm Cao Hạc đang đứng ở đó, sau lưng còn có mấy bảo tiêu đeo mặt nạ biểu tượng sáu con mắt. Chiêm gia chủ, mau cứu lão hủ. Lão giả Dâu Ria vừa nhìn thấy Chiêm Cao Hạc, lập tức bỏ qua, chính bọn họ đã đánh chết Chiêm công tử, còn muốn giết lão hủ. Chiêm Cao Hạc nghe xong, lập tức quét mắt nhìn chung quanh. Ông ta quả nhiên nhìn thấy một thi thể da bọc xương tại một góc hẻo lánh, con người không khỏi co rụt lại. Cẩn thận phân biệt vài giây, ông ta rốt cuộc mới dám xác nhận thi thể đó chính là con trai của ông ta, Chiêm Văn Bân. Ông ta lập tức nhào đến, khóc ồ lên, Văn Bân, Văn Bân, là ai đã đánh con thành như vậy? Đương nhiên là ta đánh rồi, Hạ Thiên hời hợt nói. Ngươi dám giết con của ta? Chiêm Cao Hạc đứng lên, chừng Hạ Thiên đến rách cả mí mắt, ta muốn ngươi đền mạng. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chỉ đánh hắn ta chứ không giết hắn ta. Ngươi giết hắn ta chính là ngươi. Là ta, con mẹ ngươi, Chiêm Cao Hạc giận tím mặt, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, ngươi dám giết con ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi. Nói xong, cơn giận vẫn còn sót lại khó tiêu, ông ta chỉ vào những người trong phòng. Các ngươi ngồi nhìn con trai ta chết đi, ai cũng đừng hòng sống sót. Tất cả đều phải chôn cùng với con trai ta. Này, Chiêm Cao Hạc, người bị điên rồi. Ninh Thụy Thần nhìn không được liền mắng, trước khi con của ngươi đến đây thì đã chết, chẳng có liên quan gì đến ta. Đánh giám, Chiêm Cao Hạc quát to, con trai của ta rõ ràng đã được thần y cứu sống. Ta bảo nó đến sớm để chuẩn bị tiệc đính hôn, các ngươi lại đi giết nó. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tên ngốc kia vốn trúng độc, sống không quá hôm nay. Kết quả ngươi lại để cho một tên ngớ ngẩn giả mạo ta biến hắn ta thành người chết sống lại. Hắn ta chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Giả mạo ngươi, Chiêm Cao Hạc sửng sốt, sau đó mở to mắt, chẳng lẽ ngươi chính là Hạ Thiên Hạ Thần Y? Ninh Thụy Thần cười nói, bây giờ ngươi mới biết sao? Hạ Thần Y còn trẻ như vậy à? Chiêm Cao Hạc có chút khó tin, vậy tại sao Long Lão lại nói Hạ Thần Y ít nhất có đạo hạnh 300 năm trước? Ngươi nói Long Lão là Long Hành Vũ sao? Diệp Vô Minh chen vào. Chiêm Cao Hạc cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết tục danh của Long Lão? Ngươi đừng quan tâm chuyện này. Diệp Vô Minh nói, ngươi dẫn chúng ta đến gặp Long Hành Vũ đi. Việc này ngươi đã bị ông ta lợi dụng rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bắt ông ta lại, không để ông ta chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hạ Thiên gật đầu, tên ngớ ngẩn đó giả mạo ta, không xử lý ông ta, ta quả thật có lỗi với chính mình. Ai nói Long lão giả mạo ngươi? Chiêm Cao Hạc cau mày, tại sao Long lão lại làm mấy chuyện đó chứ? Nhanh như vậy đã không thừa nhận rồi. Ninh Thụy Thần cười khẽ, chỉ vào lão giả Dâu Ria, đồng bọn của ngươi đã không đánh mà khai, ngươi còn muốn phủ nhận hay sao? Chiêm Cao Hạc cũng lười giải thích, là do ông ta nhận lầm người, còn ta thì chưa bao giờ nói Long lão là Hạ Thần Y, chính bản thân Long lão cũng không nói. Là ông ta nhìn thấy châm pháp của Long lão, trực tiếp quỳ xuống bái lạy, sau đó gọi Long lão là Hạ Thần Y. Cái này, lão giả Dâu Ria hiển nhiên cũng không nghĩ đến là do mình náo ra ô long. Ông ta cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ta chẳng quan tâm có giả mạo hay không, dù sao tất cả cũng đều chết chắc. Chân chính chết chắc là các ngươi đấy. Chiêm Cao Hạc giơ tay lên, gọi đám bảo tiêu mang mặt nạ sáu con mắt đến, tất cả những người ở đây, trừ Nhiếp Tiểu Lý, giết chết hết cho ta, chôn cùng với con trai ta. Đám bảo tiêu mang mặt nạ sáu con mặt lập tức gật đầu lĩnh mệnh, trong nháy mắt chia thành những tổ nhỏ, phân biệt tấn công những người trong phòng. Còn lại hai bảo tiêu mang mặt nạ sáu mắt màu đỏ xuất hiện trước mặt Nhiếp Tiểu Lý, không đợi nàng phản kháng đã đưa tay bổ vào gáy của nàng, hiển nhiên muốn đánh ngất nàng rồi mang đi. Đừng đụng vào con gái của ta. Dưới tình thế cấp bách, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý vội vàng nhào đến. Nhiếp Tiểu Lý kinh hồn táng đảm, kêu lên, mẹ, cẩn thận. Mẹ đừng qua đây. Hàn mang lóe lên bên trong tay áo của một gã bảo tiêu mang mặt nạ màu đỏ, trực tiếp xẹt qua cổ mẹ Nhiếp Tiểu Lý. Dưới một đao kia, đoán chừng mẹ của Nhiếp Tiểu Lý không sống được. Bành! Nhưng một đao đó đã không đắc thủ. Ninh Nhụy Nhụy lách mình qua đó, trực tiếp đạp bay người kia, sau đó kéo mẹ của Nhiếp Tiểu Lý và Nhiếp Tiểu Lý ra sau lưng. Nữ nhân này đúng là phiền phức, làm thịt nàng ta mau. Chiêm Cao Hạc tức đến mức nghiến răng, vội ra lệnh. Gã bảo tiêu mang mặt nạ đỏ bay rớt ra ngoài, cơ thể lập tức nổi lên khí tức màu đen, cả người bay lên giống như một mũi tên phóng đến Ninh Nhụy Nhụy. Bành! Tiếc là, người còn chưa đụng được Ninh Nhụy Nhụy đã bay rớt ra ngoài lần nữa. Lúc này, hắn ta không thể đứng lên được nữa, khí tức màu đen trên người trong phút chốc tiêu tán. Lúc này, Chiêm Cao Hạc quay đầu nhìn lại, phát hiện bảo tiêu mà ông ta mang đến chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị đánh ngã toàn bộ. Đúng là một đám phế vật. Chiêm Cao Hạc thật sự không cách nào tiếp nhận được, các ngươi đều được Long lão đích thân dạy dỗ, gần như bất tử bất diệt, nhưng thậm chí ngay cả một đám người bình thường cũng không đối phó được sao. Chiêm Cao Hạc móc một cái bình nhỏ từ trong túi ra, ném xuống đất, mở ra hình thái thứ hai, tất cả đứng lên cho ta, giết chết bọn chúng. Trong phòng, khí thể màu đen tràn ngập. Biểu tượng sáu con mắt trên mặt nạ bỗng dưng sáng lên. Đám bảo tiêu đang nằm dưới đất đột nhiên đứng dậy, ánh mắt còn bắn ra ánh sáng màu đen. Người nào cũng giống như quái vật, chu lên một tiếng, một lần nữa phóng đến chỗ đám người Hạ Thiên. Mau giết chết toàn bộ bọn chúng cho ta. Chiêm Cao Hạc một lần nữa hạ mệnh lệnh cho đám bảo tiêu giết người. Ông ta yêu cầu hai bảo tiêu mang mặt nạ đỏ lặng lẽ bắt mẹ con Nhiếp Tiểu Lý, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, leo lên một chiếc xe Rolls Royce màu đen. Sau khi lên xe, ông ta quát lớn, mau đến Tứ Hồ Sơn Trang. Chiêm Cao Hạc, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Tiểu Lý tức giận không thôi, phẫn nộ quát, vì sao ngươi lại bắt mẹ con ta chứ? Câm miệng, Chiêm Cao Hạc ngồi cạnh tài xế, hung hăng trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý đằng sau, ngươi thành thật ngồi đó cho ta. Nếu không, ta giết chết mẹ của ngươi đấy. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý vẫn chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không biết vì sao tình thế lại phát triển thành như vậy, ông thông gia, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng câm miệng lại đi. Hiện tại Chiêm Cao Hạc đang tràn ngập lửa giận, oán khí khó tiêu, há miệng mắng to, chính mẹ con các ngươi nhiều chuyện. Ban đầu, đây vốn là một việc vui, bây giờ lại náo thành như vậy, hại ta mất đi hai đứa con trai. Lần này, ta không đòi cả gốc lẫn lãi trên người các ngươi, ta không phải họ Chiêm. Lời này của ngươi là có ý gì? Nhiếp Tiểu Lý phát hiện trong lời nói của Chiêm Cao Hạc có hàm ý, không khỏi lên tiếng hỏi, Chiêm Văn Bân chết hoàn toàn là do các ngươi gây ra. Còn Chiêm Thiên Thiên, ta còn chưa gặp bao giờ, tại sao lại có liên quan đến ta chứ? Chiêm Cao Hạc hừ lạnh một tiếng, Chiêm Thiên Thiên chết,
hơn phân nửa là dã nam nhân kia của ngươi hại chết. Ngươi nói Hạ Thiên, Nhiếp Tiểu Lý ngẩn người, lập tức nói, ta và hắn cũng chỉ mới quen biết nhau có một ngày, ta cũng không cảm thấy hắn là người làm ra chuyện đó. Ha ha, đến bây giờ mà ngươi còn giả ngu với ta. Chiêm Cao Hạc khinh bỉ nhìn Nhiếp Tiểu Lý, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi hoàn toàn không biết thân phận thực sự của Hạ Thiên nhé. Ngươi rõ ràng đang mượn Hạ Thiên để ép Chiêm gia chúng ta. Ngươi muốn thoát thân thì cứ nói thẳng, tại sao lại còn hại chết con trai của ta? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhiếp Tiểu Lý vẫn không hiểu như cũ. Nàng phản bác, ta chưa hề có ý định gả cho Chiêm Văn Bân, là Chiêm gia các ngươi không ngừng uy hiếp sự an toàn của người nhà ta, cho nên ta không thể không đồng ý. Bây giờ xảy ra chuyện, ngược lại đổ hết lên người ta. Trán Chiêm Cao Hạc nổi lên gân xanh, là do tiện nhân ngươi hết. Không đợi Nhiếp Tiểu Lý nói cái gì, ông ta lại mắng, con trai ta cưới ngươi chính là để mắt đến ngươi. Ngươi là thứ gì mà còn dám làm giá? Nếu không phải vì thể chất của ngươi có chút tác dụng đối với Chiêm gia, cho dù cả nhà ngươi có dập đầu quỳ xuống đất, ta cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nói như vậy, ngay từ lúc bắt đầu, lễ đính hôn chỉ là ngụy trang. Nhiếp Tiểu Lý nghe được ý tại ngôn ngoại, các ngươi là vì thể chất của ta mà đến, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Chiêm Cao Hạc quát lạnh, làm gì? Đương nhiên là đoạt thể chất của ngươi cho hậu nhân Chiêm gia chúng ta sử dụng rồi. Thể chất cũng có thể đoạt, Nhiếp Tiểu Lý kinh ngạc. Vì sao lại không thể? Cho dù thể chất của ngươi không bị chúng ta để mắt đến, sớm muộn gì cũng bị đám lão già Nhiếp gia các ngươi để mắt đến. Gương mặt Chiêm Cao Hạc hiện lên sự khinh thường, giễu cợt nói, nếu không, ngươi cho rằng vì sao đám lão già đó có thể sống lâu như thế, hơn nữa thủ đoạn còn khủng bố như vậy. Mẹ của ngươi hẳn phải biết những việc này, chỉ là bà ta không nói cho ngươi biết mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý giật mình, không khỏi quay sang nhìn mẹ của mình, mẹ, ông ta nói là thật sao? Tiểu Lý, con đừng nghe ông ta nói hưu nói vượn. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, nắm chặt tay của nàng, việc này là mẹ sai. Ban đầu, mẹ cho rằng con gả cho Chiêm gia là chuyện tốt. Tuy nói thể chất của con có thể chuyển sang con cháu Chiêm gia, nhưng đó cũng là cháu ngoại của mẹ mà. Ai biết được tâm tư của Chiêm gia lại giống như những người kia. Nếu thể chất có thể bị đoạt, vậy những người bị mang đi từ nhỏ có phải, Nhiếp Tiểu Lý nghĩ đến một khả năng cực kỳ khủng bố, cả kinh đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chiêm Cao Hạc tàn nhẫn nói, người quả nhiên không ngốc. Những đứa trẻ đó đương nhiên đều chết hết, thể chất của chúng, bao gồm tuổi thọ, thậm chí nhục thân đều bị đám lão già kia cướp đi. Cái này, tam quan của Nhiếp Tiểu Lý trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng nàng vẫn nửa tin nửa ngờ, đây chẳng qua chỉ là lời nói phiến diện của ngươi mà thôi. Ngươi muốn mượn thứ này để dao động tâm trí của ta. Hừ, cho dù ngươi không dao động thì sao? Ánh mắt Chiêm Cao Hạc trở nên âm trầm, lạnh giọng nói, ban đầu, ta đích thật muốn tính kế lâu dài, trước để ngươi sinh con cháu cho Chiêm gia chúng ta. Nếu thể chất có thể trực tiếp di truyền, thế thì chúng ta cũng bớt chút khí lực. Chiêm Cao Hạc đột nhiên nghiến răng, bây giờ... Cả hai đứa con trai của ta đều chết hết, cũng mất đi trình tự này. Ta đành phải dùng biện pháp tàn nhẫn nhất, tra tấn tiện nhân ngươi, cướp toàn bộ thể chất, huyết nhục, tinh thần, tuổi thọ của ngươi. Cả nhà các ngươi đều biến thái hết rồi. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, toàn thân phát lạnh, dùng mình một cái. Rất nhanh, xe đã chạy đến một khu vực bên hồ, có rất nhiều biệt thự cổ kính và sang trọng. Không bao lâu sau... Xe chạy đến một biệt thự gần nhất rồi ngừng lại. Xuống xe, Chiêm Cao Hạc hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo Nhiếp Tiểu Lý, ngươi tốt nhất nên phối hợp với ta. Nếu ngươi dám có suy nghĩ xấu, ta lập tức giết mẹ ngươi ngay. Nhiếp Tiểu Lý hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Trong biệt thự, mấy bảo tiêu mang mặt nạ màu đỏ 6 con mắt trực tiếp tiến lên bao vây mẹ con Nhiếp Tiểu Lý lại, trong tay còn cầm xích sắt nặng trĩu. Thả bọn họ đi. Bọn họ không dám làm loạn đâu. Chiêm Cao Hạc nói với đám bảo tiêu mang mặt nạ. Đám bảo tiêu mang mặt nạ vội thu hồi xích sắt, chắp tay sau lưng, đứng hai bên và sau lưng mẹ con Nhiếp Tiểu Lý, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Chiêm Cao Hạc đi đằng trước, tuyệt không lo lắng mẹ con Nhiếp Tiểu Lý bỏ chạy. Chiêm gia chủ, ngài lại đến. Ta không tiếp đón từ xa, đúng là sai lầm. Vừa bước vào biệt thự, một bóng người thon dài chậm rãi bước ra đón. Nhị thúc,
tại sao ngươi lại ở đây? Là ngươi muốn hại ta thật sao? Nhiếp Tiểu Lý vừa nhìn thấy người kia, lập tức kinh hãi. Người này chính là em trai của cha nàng, Nhiếp Trường Sinh. Nhiếp Trường Sinh nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lý, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không hề có chút áy náy. Tiểu Lý, ngươi đừng kích động. Thật ra nhị thúc cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi. Chỉ là ngươi không biết chân quý mới đẩy cục diện đến tình cảnh như thế này. Ngươi còn mặt mũi mà nói ra những chuyện này sao? Ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý ngưng lại, phẫn nộ quát, ngươi còn cho người hạ độc ta, rõ ràng là ngươi muốn giết ta mà. Tiểu Lý, ngươi nói vậy là oan cho ta. Nhiếp Trường Sinh cười ha hả, thể chất của ngươi bách độc bất xâm, cho dù hạ độc ngươi cũng chỉ tiếp tục kích phát thể chất của ngươi, giúp nó nâng cao một bước. Còn nữa, ta hạ độc có một lần, nhưng mẹ ruột ngươi đã hạ độc ngươi từ nhỏ. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy thủ đoạn ly gián sẽ hữu hiệu đối với ta sao? Ta chỉ là nói ra sự thật, cũng không phải kiếm chuyện. Nhiếp Trường Sinh lắc đầu, vỗ tay nói, tuy nhiên, các ngươi đã bị Chiêm gia chủ đưa đến đây, nói rõ sự việc đã bị bại lộ, chỉ có thể tranh thủ thời gian. Đúng là không còn thời gian, nhất định phải tiến hành thí nghiệm mau. Chiêm Cao Hạc không khỏi thúc giục, các ngươi tìm được thi thể con trai ta chưa? Nhiếp Trường Sinh cười nói, đã tìm được, Long lão cũng đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vậy thì bắt đầu thôi. Chiêm Cao Hạc nhẹ gật đầu, cố ý dặn dò, lát nữa nhất định sẽ có người đến quấy rầy, ngươi nên bố trí thêm người ở bên ngoài, tuyệt đối không được để những người kia tiến vào. Yên tâm đi, đã sắp xếp thỏa đáng. Nhiếp Trường Sinh vỗ tay. 12 bảo tiêu mang mặt nạ đỏ và 4 bảo tiêu mang mặt nạ vàng từ trong bóng tối bước ra. Chiêm Cao Hạc vẫn còn chút do dự, bấy nhiêu người đủ sao? Hạ Thiên không phải là người dễ đối phó, nhiều người khinh thường hắn đều phải chịu thất bại. Yên tâm đi, gương mặt Nhiếp Trường Sinh hiện lên sự trào phúng, Hạ Thiên có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một bác sĩ biết chút công phu mà thôi. Còn bảo tiêu mặt nạ đỏ của chúng ta, người nào cũng có thể lấy một địch trăm. Bảo tiêu mặt nạ vàng lại càng có thể lấy một địch 1000. Hạ Thiên hắn có lợi hại hơn, đến cũng phải chết không phốc. Lời còn chưa nói hết, mặt của Nhiếp Trường Sinh đã biến hình. Trong thời gian cực ngắn, nó giống như sóng nước chuyển động, chồng lên từng khúc, sau đó vỡ ra. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Hạ Thiên không một chút dấu hiệu xuất hiện ngay cổng biệt thự, có chút khó chịu nói. Trong mắt Chiêm Cao Hạc như muốn lòi ra ngoài. Chỉ vào Hạ Thiên mà nói, ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ địa chỉ ở đây đã bị bại lộ? Cho dù bại lộ, khoảng cách dài như thế, ngươi ngồi sẽ ít nhất cũng phải nửa tiếng mới đến. Nửa tiếng, Hạ Thiên nhếch miệng, chút khoảng cách đó, nửa phút cũng chưa đến. Bảo tiêu mặt nạ đỏ ở trong khách sạn có đến 10 mấy người, nhưng ngăn không được 1 người. Chiêm Cao Hạc thật sự không hiểu, chẳng lẽ bọn họ để lọt lưới ngươi? Hạ Thiên cười nói, đám ngớ ngẩn đó quá yếu, bị ta tiện tay xử lý hết rồi. Thật ra, bọn họ chỉ mạnh hơn đám người bất tử bên cạnh vợ y trước kia thôi, phế cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Ngươi đừng có ngông cuồng, Chiêm Cao Hạc tức đến mức muốn thổ huyết, quát lớn với đám bảo tiêu mặt nạ bên cạnh, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau chặt tên tiểu tử này thành thịt nát cho ta. Chỉ tiếc là, bất luật bảo tiêu mặt nạ đỏ hay mặt nạ vàng. Tất cả đều đứng im không động đậy, giống như không nghe thấy Chiêm Cao Hạc nói gì. Tất cả các ngươi điếc hết rồi sao? Chiêm Cao Hạc nổi giận nói. Đừng gọi nữa, bọn họ không nghe ngươi đâu. Hạ Thiên nói, vừa rồi ta đã thuận tay đâm cho bọn họ một châm. Bọn họ có muốn động cũng không động được. Chiêm Cao Hạc một lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ đập xuống đất, hình thái thứ hai, khởi động, giết hắn cho ta. Cơ thể đám bảo tiêu mang mặt nạ lập tức đung đưa kịch liệt. Vô số khí tức màu đen từ trong cơ thể tràn ra ngoài, ý đồ phá giải ngân châm của Hạ Thiên. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy cùng với Diệp Vô Minh chạy đến. Diệp Vô Minh móc một tấm lệnh bài trong ngực ra, giơ cao lên nói, thiên nhân vệ nghe lệnh, quỳ xuống cho ta, bái kiến Hạ Thiên hạ hội trưởng. Ánh sáng trên mặt nạ trong phút chốc tối sầm lại, tất cả đều quỳ rạp xuống. Phốc phốc phốc. Nhưng bọn họ vừa quỳ xuống, cơ thể đã vỡ ra. Nơi này là địa bàn của lão phu, lại quỳ trước địch nhân, tất cả đều đáng chết. Một âm thanh già nua truyền từ trong biệt thự truyền ra, người đến là khách,
không sợ chết thì vào ngồi một chút. Tứ Hồ Sơn Trang, biệt thự số 1. Chính giữa phòng khách có một cái lư hương cổ xưa, tàn khói lượn lờ, trong không khí tràn ngập hương thơm quỷ dị nhàn nhạt. Một lão giả cao lớn tóc bạc trắng đứng sau lư hương, vẻ mặt tươi cười nhìn đám người Hạ Thiên đang chậm rãi bước đến. Yên tâm đi, hương này không độc, chỉ dùng để bình tâm tĩnh khí. Lão giả tóc trắng thấy không ít người nhìn lư hương, lập tức mỉm cười giải thích. Có độc cũng chẳng sao, dù sao cũng không độc được ai. Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu, sau đó kéo Ninh Nhụy Nhụy chọn một chỗ ngồi xuống. Nhiếp Tiểu Lý đỡ mẹ của mình ngồi một bên Hạ Thiên. Chiêm Cao Hạc có chút sợ hãi, lặng lẽ tránh xa Hạ Thiên, ngồi bên cạnh lão giả. Khi Diệp Vô Minh nhìn thấy lão giả râu bạc, trong nháy mắt liền cảm thấy không đúng, nhưng nhìn kỹ lại thì không phát hiện được gì, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Người cũng đã đến đông đủ, mặc dù có chút khác biệt so với tình huống mà ta dự đoán nhưng không sao. Lão giả tóc trắng cười khẽ, đảo mắt nhìn mọi người, thật ra có một số việc hoàn toàn có thể dùng lời nói để nói với nhau, không cần thiết phải chém chém giết giết. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được liền châm chọc, ngươi nói như thế, giống như những việc chém chém giết giết trước đó không liên quan gì đến ngươi. Có liên quan hay không, điều này không quan trọng. Lão giả tóc trắng cười khẽ, nói với Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tiểu thư, ngươi yên tâm đừng vội, chúng ta cứ nói chuyện với nhau một lát, thuận tiện giải quyết chút mâu thuẫn dâu ria, có như vậy mới tiến vào chính đề được. Hạ Thiên nhếch miệng, không hứng thú. Lão giả tóc trắng nhìn Hạ Thiên, có chút tức giận, người chính là Hạ Thiên. Quả nhiên cuồng vọng, một chút lễ phép cũng không hiểu. Lễ phép là dành cho người một nhà. Hạ Thiên còn chưa phản bác, Ninh Nhụy Nhụy đã trực tiếp lên tiếng, loại người giống như ngươi, không giết ngươi đã là tốt bụng lắm rồi. Diệp Vô Minh nhìn không được liền nói, Long Hành Vũ, người nên lễ phép chính là ngươi. Hạ Thiên là hội trưởng thiên nhân hội do chính Diệp Lão đích thân chỉ định. Ta chẳng qua chỉ thay mặt Hạ Tiên sinh quản lý mà thôi. Làm chó thì nói làm chó, nói dễ nghe như vậy làm gì? Lão giả tóc trắng nhịn không được cười nhạo, lão gia hỏa Diệp Hoàn Lâm còn chưa chết sao? Còn hồ đồ đến mức như vậy, giao chức hội trưởng cho loại người tầm thường như các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cười nói, theo ý của ngươi, nhất định phải cho ngươi làm hội trưởng mới được sao? Tất nhiên rồi. Lão giả tóc trắng ngạo nghễ nói, chức vị hội trưởng đó, ngoại trừ ta ra thì không còn ai có thể đảm nhận. Chỉ có ta mới có thể phát huy tác dụng của thiên nhân hội đến mức lớn nhất, thậm chí còn khai sáng ra một thời đại mới. Đáng tiếc, người có vọng tưởng thế nào cũng vô dụng, chức hội trưởng cũng không thuộc về ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai, khinh thường. Lão giả tóc trắng cũng không tức giận, chỉ cười nói, đã đến rồi. Chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn biết cái gì sao? Lão phu cho các ngươi 10 phút, cam đoan sẽ giải đáp hết tất cả mọi nghi hoặc của các ngươi. Ta muốn biết một loạt sự việc xảy ra có phải do ngươi bày kế hay không? Nhiếp Tiểu Lý lên tiếng hỏi. Ngươi nói một loạt là chỉ cái nào? Ánh mắt lão giả tóc trắng hiện lên sự trêu tức, nếu ngươi nói hai nhà Chiêm Nhiếp Thông gia, đích thật là do lão phu một tay bày kế. Nếu không... Đám tiểu gia hỏa trong từ đường Nhiếp gia làm sao mà chịu nhả ra? Tiểu gia hỏa. Nhiếp Tiểu Lý sừng sốt, lập tức nhớ đến tuổi tác của người trước mắt có vẻ rất lớn, gọi tộc lão Nhiếp gia là tiểu gia hỏa cũng rất bình thường. Không đợi Nhiếp Tiểu Lý lấy lại tinh thần, lão giả tóc trắng đã nói tiếp, nếu ngươi nói thể chất bách độc bất xâm của ngươi có phải là do lão phu bày kế hay không, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, không sai, chính là lão phu bày kế. Ngươi nói cái gì? Gương mặt Nhiếp Tiểu Lý hiện lên sự kinh ngạc. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn lão giả tóc trắng trước mặt, bỗng dưng la hoảng lên, ngươi là... Mẹ sao vậy? Nhiếp Tiểu Lý thấy biểu hiện của mẹ nàng khác thường, lập tức tiến lên ôm lấy bà. Ông ấy chính là người đã nghĩ kế cho ta, cũng là lão y sư mà nhị thúc ngươi đã giới thiệu cho ta. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý nhớ lại chuyện năm đó, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Chẳng lẽ mười mấy năm trước bà đã trúng kế của người khác? Lão giả tóc trắng cười khẽ, Nhiếp thị, người không cần hoảng hốt như thế. Lão phu cũng không nói sai cái gì, người cũng không làm sai cái gì. Con gái của ngươi vẫn sống tốt đến bây giờ đó thôi. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, nhìn mặt của Nhiếp Tiểu Lý, thoáng yên tâm hơn một chút.
Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Tiểu Lý dự cảm lão nhân này khẳng định có âm mưu không thể cho ai biết. Long lão, không cần thiết phải nói nhảm với bọn họ, cứ giết chết hết cho xong. Chiêm Cao Hạc không kiên nhẫn, tiếp tục thúc giục, hai đứa con trai của ta đều chết trong tay bọn họ. Thù này không báo, ta không phải họ Chiêm. Lão giả tóc trắng mỉm cười nói, Cao Hạc, thật ra ngươi đã đổ oan cho bọn họ rồi. Con trai út của ngươi không phải do bọn họ giết. Thế ai giết? Chiêm Cao Hạc không hiểu, ta đã điều tra qua, Thiên Thiên đang ở bể bơi, sau khi nói xong điều gì đó với Ninh Nhụy Nhụy thì bị người ta giết. Hung thủ ngoại trừ Hạ Thiên thì còn có thể là ai nữa? Hạ Thiên cũng nhớ đến việc này, thuận miệng nói, tên ngốc đó xác thực đáng chết, nhưng ta còn chưa ra tay, hắn ta đã chết. Là một sát thủ tên A Sai làm. Ninh Nhụy Nhụy chen vào, tên sát thủ đó là do con trai cả của ngươi Chiêm Văn Bân thuê. Không thể nào, Chiêm Cao Hạc hoàn toàn không thể nào tiếp nhận sự thật này, quả quyết phủ nhận, chính các ngươi giết, lại còn muốn kiếm chuyện ly gián. Hạ Thiên nhếch miệng, hai đứa con ngu ngốc của ngươi đã chết, kiếm chuyện cái gì? Đầu óc ngươi đúng là có bệnh. Cái này, Chiêm Cao Hạc giận vô cùng, siết chặt nắm đấm, Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành đâu. Ta nhất định phải tự tay làm thịt, phốc. Lời còn chưa nói hết, ông ta bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người ngã xuống đất, chết sống không biết. Đúng là ồn ào, lão phu còn chưa nói xong mà. Lão giả tóc trắng thu hai tay lại, lạnh nhạt nói, chúng ta tiếp tục trò chuyện đi, vẫn còn thời gian. Ngươi đúng là không có chút nhân tính nào. Ninh Nhụy Nhụy có chút không hiểu được, tuy nàng cũng muốn giết Chiêm Cao Hạc, nhưng dù sao cũng là trận doanh khác biệt. Lão giả tóc trắng thì khác, Chiêm Cao Hạc rõ ràng là chó săn trung thành nhất của ông ta. Ông ta lại không chút do dự giết chết, một chút nhân tính cũng không có. Tiểu muội chân dài, nàng nói đúng đấy. Hạ Thiên nói, lão già ngu ngốc này ngay cả người cũng không phải, đương nhiên không có nhân tính rồi. Ha ha, nhãn lực của ngươi đúng là không tệ. Lão già tóc trắng không khỏi coi trọng Hạ Thiên hơn, đây không phải do y thuật của ngươi, chẳng lẽ trên người ngươi còn ẩn giấu pháp bảo nào khác? Hạ Thiên lười biếng trả lời, không cần pháp bảo. Một chút nhân vị trên người ngươi cũng không có, làm sao có thể là người? Xem ra, ngươi đã tu luyện công pháp đặc biệt nào đó. Lão giả tóc trắng mỉm cười, hào hứng hẳn lên, ta có thể giữ ngươi một mạng, chậm rãi siêu hồn. Nói không chừng còn có thể tìm ra được thứ gì đó thú vị. Đừng suy nghĩ nữa, Hạ Thiên khinh thường nói, một lát nữa ngươi mới là người chết. Khoác lác, nhưng ta cũng không ngại ngươi nói nhiều một chút. Bởi vì lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội để nói. Lão giả tóc trắng cũng không tức giận đối với việc Hạ Thiên mạo phạm, ngược lại còn mỉm cười. Diệp Vô Minh một lần nữa nhịn không được, đứng lên nói, đủ rồi, Long Hành Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì thì nói thẳng đi, đừng có kéo dài thời gian nữa. Thời cơ chưa đến, đương nhiên là phải kéo dài thêm một chút rồi. Lão giả tóc trắng cũng sốt ruột, khoát tay nói, bây giờ là thời gian nói chuyện. Vì sao ngươi không yên tĩnh được vậy? Ngươi không có khí độ của hội trưởng gì cả. Bây giờ ta sẽ xử lý phản đồ thiên nhân hội ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là khí độ. Diệp Vô Minh bỗng nhiên siết chặt song quyền, khí tức màu đen nhàn nhạt quấn quanh bên ngoài nắm đấm. Ông thả người bay vút qua, đánh về phía lão giả tóc trắng, ngươi đi chết đi. Lão giả tóc trắng lắc đầu, nhẹ nhàng duỗi tay một cái, một bức tường vô hình đỡ lấy nắm đấm Diệp Vô Minh. Bốp, một tiếng vang nhỏ, quyền phong Diệp Vô Minh bị hóa giải không còn một mảnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Vô Minh khó hiểu, nắm chặt nắm đấm nhưng không thể đến gần lão giả tóc trắng được. Nếu ngươi đã không yên tĩnh, ngươi biến ra ngoài đi. Lão giả tóc trắng giễu cợt một câu, sau đó vung tay lên, phát ra khí kình cường đại, đánh Diệp Vô Minh ra khỏi biệt thự. Ninh Nhụy Nhụy muốn tiến lên cứu Diệp Vô Minh nhưng bị Hạ Thiên vỗ đùi. Không khỏi quay đầu lại, ngươi làm gì thế? Không làm gì cả, ta muốn nằm ngủ. Hạ Thiên ngáp một cái, sau đó nằm xuống, gối lên đùi Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi đây là, mặc dù Ninh Nhụy Nhụy cũng hiểu được một chút tính cách của Hạ Thiên, nhưng có đôi khi vẫn sẽ vì một số hành vi đột ngột của hắn mà kinh ngạc. Lão giả tóc trắng cười nói, ngươi thông minh đấy. Các ngươi định chơi trò bí hiểm gì thế? Ninh Nhụy Nhụy càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Trực tiếp đẩy Hạ Thiên ra, đừng ngủ, ngươi hãy nói cho rõ ràng.
bằng không, ta không cho ngươi nằm đâu. Tiểu muội chân dài, thật ra cũng có gì để nói đâu. Hạ Thiên thở dài, sau đó ngồi dậy nói với lão già tóc trắng, lão già ngu ngốc kia đang kéo dài thời gian, vậy thì chúng ta cứ bồi theo lão. Nếu không, sẽ nhàm chán đến cỡ nào. Dần dần, màn đêm bên ngoài càng lúc càng đậm. Trăng như máu treo cao giữa không trung. Lão già tóc trắng chậm rãi đứng dậy nói với Hạ Thiên, người đúng là ngông cuồng tự đại. Đây cũng chính là nguyên nhân ngươi tự chịu diệt vong. Nói xong, ông ta lại hưng phấn dạo bước. Các ngươi không phải muốn biết lão phu là ai, muốn làm gì sao? Bây giờ lão phu có thể nói thẳng với các ngươi. Lão phu không phải con người, mà là ma tộc Xích Nguyệt giới bên dưới liên minh tu tiên. Vạn năm trước, ta bị phù diêu tiên tử thu phục, kết quả lại theo nàng ta bị giáng chức mà đến cái nơi tiên khí không có này. Phù diêu tiên tử tự phong tu vi, bắt đầu vạn năm sinh tử quan. Nhưng ma tộc chúng ta không cam chịu trầm luân giống như nàng ta mà muốn thoát ra khỏi tù khốn, chấn hưng ma tộc, trở lại liên minh tu tiên. Đáng tiếc, linh khí tại cái nơi rách nát này khiến người ta phải giận sôi, không bằng bên trong mộ thất của phù diêu tiên tử. Đường đường là ma tộc, nhưng chỉ có thể sinh tồn bên trong một thế giới nho nhỏ, đúng là đáng buồn. Cho nên, chúng ta quyết định cải tạo nhân loại, chế tạo ra ma nhân thích ứng với việc sinh tồn ở trái đất. Mặc kệ Nhiếp gia, Chiêm gia hay là Âm gia, thậm chí Thiên Nhân hội, tất cả đều là thủ đoạn của ma tộc chúng ta. Chỉ là nhân loại các ngươi lòng tham không đáy, còn muốn cưỡng ép ta, thậm chí ma tộc, đúng là buồn cười. Được rồi, thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên nghe đến phiền, ngươi nói cứ như mình lợi hại lắm. Không phải các ngươi không có cách nào trốn khỏi mộ thất, cho nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy sao? Phế vật chính là phế vật, còn muốn rát vàng lên mặt mình. Ngươi ngay cả cánh cửa mộ thất còn chưa sờ qua, dựa vào cái gì mà nói như vậy? Lão già tóc trắng hiển nhiên bị Hạ Thiên chạm vào chỗ đau, giận tái mặt, ngươi chỉ là con người, làm sao có thể lý giải được sự vĩ đại của ma tộc chúng ta? Trái đất chắc chắn là nơi ma tộc chúng ta phục hưng. Ngươi nghĩ hay thật đấy, gương mặt Ninh Nhụy Nhụy hiện lên sự mỉa mai. Ngươi nói cái gì là cánh cửa mộ thất, ta đã sờ qua rồi đấy. Hạ Thiên lười biếng nói, còn nữa, ma tộc các ngươi vĩ đại nhưng tại sao lại bị khốn trụ như thế? Lại còn bị khốn trụ trên vạn năm, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, lại còn bị nhân loại phản chế. Nói trắng ta, các ngươi chỉ là một đám phế vật. Xét theo một ý nghĩa nào đó, Hạ Thiên nói đều là sự thật. Vạn năm trước, Xích Nguyệt ma tộc của bọn họ bị phù diêu tiên tử thu phục, trở thành khí linh bên trong pháp bảo của nàng. Về sau, phù diêu tiên tử làm cho liên minh tu tiên tức giận, bị phế đi hơn phân nửa tu vi, bị đày đến nơi tiên khí bỏ đi này. Cuối cùng, phù diêu tiên tử tìm được trái đất, vốn còn có suy nghĩ đông sơn tái khởi. Nhưng trái đất, thậm chí toàn bộ tinh vực xung quanh, linh khí vô cùng mỏng manh, ngược lại còn không ngừng hấp thu linh khí bên trong cơ thể nàng. Để phòng ngừa bị trái đất hút khô, phù diêu tiên tử đành phải phong cấm linh khí của mình, tạo ra một mộ thất cực lớn, sau đó đóng lại, vạn năm sinh tử quan. Về sau, những vật phẩm có linh khí của nàng đều từng cái hóa hình, ví dụ như cổ linh, lăng linh, cùng khí linh. Các nàng chế tạo ra ba đại bí cảnh, triệt để phong tỏa hoàn toàn mộ thất. Xích Nguyệt ma tộc không cam chịu trầm luân, chôn cùng phù diêu tiên tử. Vì thế, bọn họ bắt đầu tránh thoát trói buộc, tiếc là cố gắng gần vạn năm, cũng chỉ có một số tàn hồn ma tộc chạy ra ngoài. Đám tàn hồn đó không cách nào sinh tồn trên trái đất linh khí mỏng manh, chỉ có thể bồi dưỡng nhân loại làm nô lệ. Kết quả lại bị đám nhân loại đó lợi dụng. Bây giờ, vạn năm trôi qua, phù diêu tiên tử rất có khả năng thức tỉnh. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ma tộc bọn họ. Đáng tiếc, bí cảnh quy khư vỡ vụn, sau đó đóng lại. Tàn cảnh u minh cũng bị phế, lại càng khó khăn hơn. Mắt thấy thời cơ phục hưng ma tộc dần dần trôi qua, lão giả tóc trắng rốt cuộc tìm được thời cơ lật bàn, đó chính là Hạ Thiên. Ông ta chuẩn bị hai nhà Chiêm Nhiếp Thông gia, dự định dung hợp thể chất hai nhà bồi dưỡng ra một ma vương. Kết quả, lễ đính hôn không diễn ra như ý. Ngược lại khiến ông ta chú ý đến sự tồn tại của Hạ Thiên. Trên người Hạ Thiên mang theo một khí tức đặc biệt, mặc dù bây giờ còn rất nhạt nhưng lại rất tinh thuần. Khí tức này, nhân loại rất khó cảm giác được,
cho dù là tu tiên giả cũng chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Xích Nguyệt ma tộc bọn họ lại rất mẫn cảm đối với cái này. Bởi vì đây chính là khí tức ý chí trái đất, chỉ có người đại đạo chọn chúng mới có được khí tức đó. Người có được khí tức như vậy, ở một tinh cầu nào đó, là một tồn tại đột phá hạn chế. Chỉ cần hắn ở tinh cầu đó, hắn gần như vô địch thiên hạ, thậm chí có thể không nhìn cái gọi là cảnh giới, tu vi và pháp bảo. Loại người này chính là con trời chọn, là hạt giống bản thân đại đạo dùng để xung kích cực hạn, không tự chủ mà bồi dưỡng ra. Nếu gặp được người này ở liên minh tu tiên, lão giả tóc trắng sẽ không chút do dự quỳ rạp xuống đất, không chút đắn đo liếm đế giày của người kia. Đó chính là vinh quang vô thượng. Nhưng nơi này là khu vực tiên khí bỏ đi, linh khí mỏng manh, ngay cả trái đất chọn chúng thì như thế nào? Chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, năng lực bật lên có cao hơn nữa cũng không nhảy ra được cái giếng kia. Cho nên, đây chính là một sự lãng phí. Lão giả tóc trắng coi trọng chính là khí tức này của Hạ Thiên. Nếu có thể đoạt lấy, dung nhập vào cơ thể hậu duệ ma tộc, đây mới thật sự là vật tận kỳ dụng. Dựa vào thể chất Xích Nguyệt ma tộc bọn họ, lại lợi dụng Nhật Nguyệt thần uy, nuốt sinh linh trên trái đất, tái tạo lại ma tộc cũng không phải không có khả năng. Nói không chừng còn có thể quay lại liên minh tu tiên. Làm càn, lão giả tóc trắng nghe Hạ Thiên nói, cũng không tức giận. Ngược lại còn cảm thấy tiếc nuối, tiểu tử, ngươi cuồng lại cuồng, nhưng đừng tưởng rằng mình vô địch thiên hạ. Lão phu là ma tộc, không chịu ý chí trái đất trói buộc. Muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì. Ông ta dường như đang nhắc đến ý chí trái đất, Ninh Nhụy Nhụy nhỏ giọng nhắc nhở, có phải ông ta biết được nội tình gì đó hay không? Lão giả tóc trắng cười ngạo nghễ, xem ra, các ngươi biết rất ít. Vậy cũng khó trách. Dù sao nhân loại các ngươi đã quen làm sâu kiến, đối với một số chuyện trên đại đạo không biết cũng là chuyện bình thường. Tiểu muội chân dài, nàng không cần để ý. Lão già ngu ngốc đó nhất định là đang nói mò. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lão đầu nhi, rốt cuộc ngươi đánh hay không đánh? Không đánh, ngươi cút ra xa, đừng để chúng ta nhìn thấy. Ha ha, Hạ Thiên, có phải ngươi vô địch đã quen? Thật sự cho rằng ở trái đất này không ai là đối thủ của ngươi. Lão giả tóc trắng nở nụ cười khinh thường, ngươi có nhận biết như vậy cũng không kỳ quái. Dù sao, ngươi cũng dính ý chí trái đất, ngươi có thể đánh thắng ngươi trên trái đất này cũng không nhiều. Nhưng cũng không có nghĩa là không có. Long Hành Vũ, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Diệp Vô Minh nghe lão giả nói xong, có chút hiểu có chút không, nhưng cũng chỉ hiểu được chút xíu. Chẳng khác nào lọt vào trong sương mù. Lão giả tóc trắng lắc đầu, có chút cảm thán, các ngươi không cần nghe hiểu. Mãn Nguyệt đương ra, Xích Ma hàng thế, các ngươi sẽ trở thành tế sinh Xích Nguyệt ma tộc ta phục sinh. Nói giống như thật vậy, Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, muốn đánh thì nhanh chút đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Nếu ngươi đã vội vàng muốn chết, lão phu sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi vươn tay, chỉ thấy lòng bàn tay ngưng tụ khí tức màu đen. Khí tức màu đen vừa xuất hiện, gió tự dưng nổi lên, từng luồng ánh sáng từ bốn phương tám hướng hợp thành cùng một chỗ. Có cái gì đó quái lại, Ninh Nhụy Nhụy đã nhìn ra được, ánh sáng đó dường như được lấy từ trăng tròn xuống. Năm ngón tay lão giả tóc trắng giống như cái máy dệt, dệt ánh trăng mờ mịt thành những sợi dây có thể thấy được. Những sợi dây này từ lòng bàn tay nhảy ra ngoài. Bao phủ xung quanh. Thiên ti vạn lũ, hắc tuyến bạch quang. Trong vòng 100 dặm, bất luận người sống hay vật chết, nếu dính phải ánh sáng này, tất cả đều bị định trụ, giống như thời gian bỗng dưng ngừng lại. A, à, Chiêm Cao Hạc không dám để những luồng ánh sáng này dính vào người, nhưng sau mấy lần nhảy trái nhảy phải, ông ta vẫn bị một đoạn ngắn ánh sáng đâm trúng chân trái. Chân trái lập tức bị định trụ. Ngay cả Chiêm Cao Hạc cũng vô pháp di chuyển nửa phần. Long lão, ngươi ngộ thương ta rồi, mau giải, a! À. Chiêm Cao Hạc đau đến gương mặt biến hình, đang há miệng định cầu xin cái gì đó, trong nháy mắt bị một tia sáng đâm xuyên qua yết hầu, âm thanh im bặt. Những bộ phận khác rõ ràng có thể động đậy nhưng chân và yết hầu cứ như vậy mà định giữa không trung, khiến ông ta nửa bước khó đi. Chưa đến vài giây, lại có mấy tia sáng xuyên qua cơ thể Chiêm Cao Hạc. Biến ông ta thành một pho tượng sống. Nếu như vậy thôi thì còn tốt.
Những tia sáng này hiển nhiên không đơn giản như vậy. Sau khi bọn chúng định trụ vật sống xong, chúng sẽ cướp sinh cơ bên trong. Ví dụ như chiêm cao hạc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ông ta từ một nam nhân trung niên cường tráng, dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được biến thành một thi thể da bọc xương. Chuyện này đáng sợ quá, chúng ta nên làm gì đây? Nhiếp Tiểu Lý chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức bị dọa đến không còn chút máu, đành phải ôm mẹ của nàng thối lui đến góc tường. Ánh mắt Hạ Thiên ngưng lại, tiểu muội chân dài, nàng mang vợ tiếp viên hàng không và mẹ nàng ấy rời khỏi nơi này, để ta giải quyết lão nhân kia. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ, nàng chưa từng nghe Hạ Thiên nói rút lui. Đây chính là lần đầu tiên từ khi nàng quen hắn đến nay. Cho dù gặp phải cao thủ dị giới như Tô Diệp, hay người áo đen bên trong bí cảnh quy khư, Hạ Thiên chưa từng nói qua hai chữ rút lui. Không sao, chỉ là tia sáng này có chút phiền toái. Hạ Thiên nói với Ninh Nhụy Nhụy, dù sao vợ tiếp viên hàng không cũng chỉ là người bình thường, nếu chẳng may dính vào, muốn xử lý phải tốn chút thời gian. Ninh Nhụy Nhụy cũng không do dự, lập tức tiến lên ôm lấy Nhiếp Tiểu Lý, còn có mẹ cô nàng, mũi chân điểm một cái xông thẳng ra ngoài. Ha ha, bây giờ mà trốn cũng không tính là ngu xuẩn, chỉ tiếc là không có tác dụng. Lão già tóc trắng cũng không đuổi theo, cũng không lãng phí tinh lực ngăn các nàng lại. Lúc này, mục tiêu của ông ta cũng chỉ có Hạ Thiên. Diệp Vô Minh không khỏi có chút sợ hãi, vô thức muốn rời đi, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên vẫn còn, ông lại không dám tùy tiện rút lui. Ảnh Nguyệt Ti, Thiên Ma Xích. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, cảm giác linh khí bên trong cơ thể hắn đang thay đổi. Ông ta muốn một kích giết địch, chỉ cần giết chết Hạ Thiên, chiếm được khí tức trên người hắn, ông ta chính là công thần ma tộc Phục Hưng. Ông ta ra lệnh một tiếng. Vô số khí tức màu đen trộn lẫn ánh trăng kịch liệt chớp động trong phạm vi trăm dặm. Hạ Thiên cũng không hoảng hốt, trực tiếp sử dụng phiếu miểu bộ, dùng tốc độ cực nhanh né tránh những tia sáng này, đồng thời tìm cơ hội đến gần lão giả tóc trắng. Hắn cũng muốn một kích giết địch. Tuy rằng bộ này cũng có chút thú vị, nhưng cũng chỉ là thân pháp trung hạ phẩm trong liên minh tu tiên mà thôi. Lão giả tóc trắng cười khẩy, khinh thường nói, ta không ngại để ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi hãy thử ma ảnh tung của Xích Nguyệt ma tộc ta đi. Lời còn chưa dứt, lão giả tóc trắng đã xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, cổ tay mãnh liệt bổ xuống. Bành! Hạ Thiên đưa tay cản lại, lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng chỉ lui 5-6 bước mà thôi. Tại sao ngươi lại không cuồng nữa thế? Lão giả tóc trắng cười ha hả, chỉ vào Hạ Thiên, bây giờ, ta thấy ngươi cũng chỉ là bản chất sâu kiến mà thôi. Trên người ngươi có tiềm lực thiên tuyển chi tử, nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Nếu cho ngươi thêm 500 thời gian, có lẽ ngươi sẽ có thành tựu, tiến vào chân tiên. Đáng tiếc, sự cuồng vọng của ngươi đã hại ngươi. Hiển nhiên, ngươi đã gặp được mảnh vỡ ý chí trái đất, nhưng ngươi đã từ bỏ, đúng không? Hạ Thiên khó chịu nói, lão đầu nhi, ngươi nói nhảm nhiều quá. Ngươi không hiếu kỳ vì sao ta lại nhìn ra được sao? Lão giả tóc trắng nghe Hạ Thiên nói, lại càng cao hứng hơn, bởi vì Xích Nguyệt ma tộc ta có ma nhãn trời sinh, có thể nhìn thấy khí tức đại đạo biến thiên. Đây cũng chính là nguyên nhân Xích Nguyệt giới có được thanh danh hiển hách trong liên minh tu tiên. Hạ Thiên nhếch miệng, mạnh miệng như thế còn không phải bị người ta thu phục, làm chó sao? Miệng của ngươi thật khiến người ta phiền chán. Lão giả tóc trắng nổi giận, vung tay phóng ra mấy vạn bạch quang hắc tuyến, cùng nhau tuôn vào miệng Hạ Thiên, ta sẽ để cho ngươi không cách nào nói chuyện được nữa. Trong màn đêm, ánh trăng tràn đầy. Hàng trăm nghìn sợi dây như thiên ti vạn lũ, như mưa to chút xuống. Đám bạch quang hắc tuyến này quả thật khiến người ta phải chán ghét. Một lát sau, thật sự không cách nào có thể thanh trừ bọn chúng sạch sẽ. Hạ Thiên gia tăng phiếu miểu bộ lên một cấp bậc, xê dịch trong không gian có hạn, tìm kiếm thời cơ phản kích. Thật ra, lão giả tóc trắng không mạnh, tương đương với tiêu chuẩn nguyên anh kỳ. Lấy tu vi của Hạ Thiên hiện tại, muốn vượt cấp đánh giết cũng không phải việc khó. Vấn đề lớn nhất chính là không cách nào đến gần. Mỗi khi Hạ Thiên muốn đột kích đến bên cạnh lão giả tóc trắng, lúc nào cũng có một luồng sức mạnh khổng lồ cưỡng ép đẩy hắn ra. Huống chi, hắn cũng không có cách nào nhìn thẳng đám ánh sáng đang nhảy loạn kia. Mặc dù không thể tạo thành nguy hiểm chí mạng đối với Hạ Thiên,
nhưng dính vào thân cũng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Khi Hạ Thiên đánh nhau, hắn thích mạnh, nhưng không có nghĩa hắn là mãng phu vô não. Ngược lại, trí thông minh chiến đấu của hắn rất cao, thường xuyên trưởng thành nhanh chóng trong chiến đấu. Ví dụ như lần thứ nhất đối chiến Dạ Ngọc Mị, hắn thảm bại. Nhưng khi đối chiến lần thứ hai, hắn lại thắng hiểm. Hoặc như lần chiến đấu với Tô Diệp, ban đầu hắn có vẻ yếu thế, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh xong, trực tiếp đánh cho Tô Diệp không còn cách nào khác. Nếu không có vướng bận, đoán chừng hắn đã giải quyết Tô Diệp lúc đó rồi. Hạ Thiên cũng không vội, khó khăn lắm mới gặp được người thú vị, vừa lúc có thể chơi lâu một chút, xem người này còn có chiêu thức nào nữa không. Ha ha, ngươi không phải tự xưng vô địch thiên hạ sao, tại sao ngươi chỉ biết trốn đông trốn tây thế? Gương mặt lão giả tóc trắng hiện lên nụ cười lạnh, có chút mỉa mai, ngươi giống như một con chuột bị một con mèo già đuổi theo, hoảng sợ chạy trốn tứ phía nhưng lại không có sinh cơ. Ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi còn chiêu thức nào nữa không? Hạ Thiên vẫn khí định thần nhàn né tránh, lười biếng nói cái này chơi chán rồi. Lão giả tóc trắng nhìn không được cười nhạo, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng như thế. Chỉ dính chút khí tức ý chí đã cuồng vọng đến mức như vậy. Tưởng mình là người phát ngôn của ý chí trái đất. Ngươi không giết đến được liên minh tu tiên đâu. Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Thiên trả lời, ta chẳng là người phát ngôn của ai cả, cũng không có khí tức của người nào. Ta chính là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Không có ý chí trái đất che chở, làm sao ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay? Lão giả tóc trắng càng thêm khinh thường, chỉ vào Hạ Thiên quát mắng. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào chút tư chất đó của ngươi, cùng với linh khí mỏng manh trên trái đất như thế này, ngươi có thể tu luyện đến kim đan kỳ đỉnh phong sao? Chỉ có thể nói tầm mắt của ngươi quá hẹp. Hạ Thiên cười nói, trước kia ta là độ kiếp kỳ, chẳng qua bị muội muội chân dài hút phần lớn tu vi mới rớt xuống kim đan kỳ. Hơn nữa, các bà vợ của ta đều đã tăng lên độ kiếp kỳ hết rồi. Lão giả tóc trắng nghe xong, chỉ bật cười lắc đầu, chẳng những cuồng mà còn vọng. Đúng là không còn thuốc chữa. Với chút linh khí đó trên trái đất, hoàn toàn không có khả năng thai nghén tu tiên giả độ kiếp kỳ. Cho dù phân thân kỳ cũng không thể. Có thể hay không không do ngươi nói, chỉ có ta nói mà thôi. Hạ Thiên nhếch miệng. Ha ha ha, ngươi cho rằng tu tiên đơn giản như vậy sao? Lão giả tóc trắng vừa dùng ánh sáng tiêu hao linh lực Hạ Thiên vừa giễu cợt, linh khí trên xích nguyệt giới chúng ta gấp mấy vạn lần trái đất. Nhưng cũng chỉ là tinh cầu tu tiên trung đẳng trong liên minh tu tiên. Một vạn năm cũng có chưa đến 100 tu tiên giả độ kiếp kỳ. Chân tiên cảnh cũng chỉ có 2 người. Ở cái nơi tiên khí bỏ đi như thế này, làm sao có tu tiên giả độ kiếp kỳ? Ngươi chỉ sợ vọng tưởng thành bệnh. Hạ Thiên hời hợt nói, các ngươi không được không có nghĩa là ta không được. Đúng là một tên không biết trời cao đất rộng. Lão giả tóc trắng càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Gần giọng nói, tại sao ý chí trái đất lại chọn người như thế, đúng là không thể tưởng tượng được, khiến người ta phải cảm thấy khó hiểu. Trong liên minh tu tiên, người đại diện cho ý chí người nào mà không tư chất ngút trời, giống như thiên thần hàng thế, nhìn một lần cũng khiến người ta tâm trí hướng về. Nói xong chưa, Hạ Thiên bỗng nhiên không né tránh được, đứng nguyên tại chỗ, lười biếng nói, ta đã hiểu rõ những tia sáng này rồi, tiện tay là có thể phá. Nếu ngươi không có chiêu thức nào khác, ngươi có thể đi chết rồi. Sóng giạc, lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nói, thiên ma ảnh nguyệt ti là thiên phú thần thông của xích nguyệt ma tộc chúng ta, thí thần diệt Phật cũng không đáng kể. Ngươi chẳng qua chỉ là phàm nhân mà cũng nói mình phá giải được. Hạ Thiên khinh thường nói, thứ này đúng là rất lợi hại, nhưng ngươi tuyệt không lợi hại. Ngươi dám sỉ nhục lão phu, lão giả tóc trắng bị chạm đến chỗ đau. Siết chặt nắm đấm, vô số khí tức màu đen trong nháy mắt cuồng bạo hẳn lên, vốn ta muốn ngươi sống thêm một khoảng thời gian, bây giờ xem ra, ngươi nên đi chết đi. Ảnh Nguyệt Tuyến, Thiên Ma Cuồng. Ông ta thét lên ra lệnh, vô số bạch quang hắc tuyến trong nháy mắt đều biến thành màu vàng đen. Từng sợi giống như lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Những nơi mà chúng đi qua, bất luận là tảng đá hay là kim loại đều trực tiếp bị xuyên thủng. Hạ Thiên không thèm để ý, Diệp Vô Minh bị đính tại chỗ thiếu chút nữa sợ vỡ mật. Hiện tại, ông hoàn toàn không cách nào động đậy được. Cút sang một bên, ở đây vướng víu quá.
thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, xuất hiện bên cạnh Diệp Vô Minh, trực tiếp đạp ông một cái. Tia sáng trên người Diệp Vô Minh bị mềm hóa, cả người nhất thời bay ra ngoài, lăn xuống mặt đất bên ngoài biệt thự. Ông ta vừa bay ra ngoài, nơi mà ông vừa đứng đã bị mấy chục tia sáng màu vàng đen bắn thành cái sàng. Còn may, còn may, Diệp Vô Minh vẫn chưa hết sợ hãi, trong lòng cảm kích Hạ Thiên không thôi. Ông có lòng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng tự hiểu năng lực có hạn, đành phải tạm thời án binh bất động, nhìn thời cơ rồi lại động thủ sau. Hạ Thiên lười biếng nhìn lão giả tóc trắng, chiêu thức mới này của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Lão giả tóc trắng siết chặt nắm đấm, đấm thẳng lên không trung, hừ, ngươi đã là người sắp chết, là một bộ xương hô trong mộ. Lòng bàn tay ông ta sáng lên một chùm sáng màu vàng đen, vô số tia sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ trong lòng bàn tay ông ta, rồi lại từ lòng bàn tay ông ta phát tán ra ngoài. Lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần hoàn thành một vòng tuần hoàn. Tia sáng màu vàng đen lại càng ngưng thực hơn một chút, biến thành cột sáng. Mỗi cột đều to bằng cánh tay. Nếu bị chúng đâm trúng cơ thể, tuyệt đối sẽ chết. Chẳng có gì thú vị. Giữa ngón tay Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện một cây ngân châm, băng hỏa linh khí vận chuyển quanh thân, ngưng tụ ngoài cây kim, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Một luồng băng hỏa linh khí từ cây kim kích xạ ra, bay thẳng đến mặt lão giả tóc trắng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tự tìm đường chết, hai tay lão giả tóc trắng khẽ vung lên, chỉ thấy mấy cột ánh sáng màu vàng đen xuyên thủng băng hỏa linh khí Hạ Thiên bắn tới. Hàn khí và viêm khí lập tức tản ra, khiến cho căn phòng vừa lạnh vừa nóng. A, lão giả tóc trắng lộ vẻ kinh nghi, lập tức mỉm cười, nghĩ không ra thể chất của ngươi lại có thuộc tính ẩn tàng, như thế tác dụng của ngươi sẽ lớn hơn. Tác dụng đương nhiên lớn rồi, nhưng không liên quan gì đến ngươi. Giọng nói của Hạ Thiên đột nhiên vang lên sau lưng lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng cả kinh, bỗng dưng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang cười hì hì. Không thể nào, mắt lão giả tóc trắng trợn tròn, ánh mắt hiện lên vẻ không tin, lão phu có ma cương hộ thể, người không thể nào. Lời còn chưa nói hết, ngân châm của Hạ Thiên đã đâm vào mi tâm của ông ta. A, lão giả tóc trắng phát ra một tiếng hét thảm, lập tức cắn chặt răng. Chịu đựng cơn đau đánh luồng ánh sáng màu vàng đen về phía lồng ngực Hạ Thiên. Vô dụng thôi, Hạ Thiên lắc đầu, có chút khinh bỉ, chúng ngân châm của ta, ngươi nhất định sẽ thua, cần chi phải giãy giụa và lãng phí thời gian chứ. Lão giả tóc trắng cảm nhận được sự dị thường, không khỏi cúi đầu xem xét. Cột ánh sáng màu vàng đen đột nhiên đánh trúng lồng ngực của ông ta. Lần này ông ta xác thực chết chắc nhưng ông ta hoàn toàn nghĩ không ra. Không, không. Ta không thể nào tiếp nhận được, lão giả tóc trắng chừng muốn rách cả mí mắt, giống to lên, lão phu sao có thể thua được, sao có thể thua được. Dưới trăng tròn, xích nguyệt ma tộc ta mới là vô địch thiên hạ. Làm thế nào ngươi có thể phá được ma cương hộ thể của ta, tránh được thiên ma ảnh nguyệt ti của ta, hơn nữa. Hạ Thiên nói, xem ra, không nói cho ngươi biết những thứ này, ngươi chết không nhắm mắt đúng không? Ngươi nói đi. Cơ thể lão giả tóc trắng đã bị chùm sáng màu vàng đen phá hủy gần hết, chỉ là oán khí trong lòng khó tiêu mà thôi. Ngươi muốn biết, nhưng tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Hạ Thiên mỉm cười, lấy ra ngân châm, để cho lão giả tóc trắng mang theo oán khí vô tận dần dần tan thành mây khói. Tuy nhiên, khi cơ thể và linh hồn lão giả tóc trắng đang đồng thời tiêu tán, dư quang ánh mắt bỗng nhiên nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài biệt thự. Bên ngoài. Trăng tròn đã bị mây dày che lại. Giữa không trung có hai bóng người xinh đẹp đứng trên đám mây, lạnh lùng nhìn về phía biệt thự bên này. Hạ Thiên tất nhiên cũng chú ý đến, cũng biết bọn họ là ai, nhưng trước đó đã ước định cẩn thận, cũng không thể chủ động phá vỡ, vừa lúc Ninh Nhụy Nhụy đã quay lại. Có độ kiếp thật sao, là ai? Âm thanh sau cùng của lão giả tóc trắng tiêu tán, cột sáng, sợi tơ xung quanh cũng biến mất không thấy đâu. Một hạt châu bị tàn phá bỗng nhiên xuất hiện sau khi lão giả tóc trắng tiêu tán, hóa thành một luồng lưu quang, rơi vào tay nữ nhân áo tím đứng trên đám mây. Không chào hỏi chồng sao? Nữ nhân tuyệt mỹ còn lại cười hỏi. Nữ nhân áo tím nắm chặt hạt châu trong tay, thản nhiên nói, người muốn chào hỏi thì chào hỏi đi, ta không đi. Tính tình của người đó, người không phải không biết. Đi đi, không mất mấy ngày mấy đêm, người đừng hòng thoát thân.
hay là ngươi muốn làm chuyện đó với hắn? Đừng có nói hưu nói vượn, nữ nhân tuyệt mỹ kia đỏ mặt nói. Hắn cũng là chồng của ngươi, muốn thì nói muốn, có gì mà phải thẹn thùng. Nữ nhân áo tím cười nhạo một tiếng, nếu ngươi đi ăn vụng, ta không nói với đám người tiểu nhã đâu. Nữ nhân tuyệt mỹ khoát tay, nghiêm mặt nói mấy cái này không có ý nghĩa gì đâu, chúng ta nên nghiên cứu xích nguyệt ma tộc đi. Khi ta còn ở Tiên Vân Đại Lục, ta đã từng đọc qua xích nguyệt giới trong cổ tịch. Nữ nhân áo tím cầm viên ma châu, cẩn thận quan sát, nghĩ không ra bọn họ lại đi theo vị tiên tử kia đến trái đất. Như vậy, bí cảnh thiên cung cũng không dễ đi đâu. Đã giải quyết rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn một mảnh hỗn độn bên trong biệt thự, nhưng không thấy bóng dáng của lão giả tóc trắng, không khỏi hỏi một câu. Hạ Thiên gật đầu, đúng vậy, đã giải quyết rồi. Thế thi thể đâu? Ninh Nhụy Nhụy lại quét mắt nhìn xung quanh, hỏi tiếp một câu. Hóa thành cho chứ sao? Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, nàng quay lại làm gì thế? Ninh Nhụy Nhụy vô thức đáp, đương nhiên là để giúp ngươi rồi. Tiểu muội chân dài, tu vi của nàng không cao. Về sau ta bảo nàng đi, nàng cứ đi, không cần quay lại đâu. Hạ Thiên hờ hững nói. Ngươi nghĩ ta khờ khạo đúng không? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tức giận nói, mặc dù thực lực của ta không cao, nhưng ta cũng không cản trở ngươi. Tiến hay lui, ta tự có nắm chắc, không cần ngươi nói. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiểu muội chân dài, nàng không ngốc, nàng là đần. Ngươi mới là đần đấy. Ninh Nhụy Nhụy đáp lại một câu. Lúc này, Diệp Vô Minh đang ở bên ngoài què một chân nhảy vào, há miệng a a gì đó. Diệp Thúc, ngươi làm sao vậy? Ninh Nhụy Nhụy kinh ngạc hỏi. Diệp Vô Minh há to miệng, chỉ vào chân của mình. Ngươi hỗ trợ kiểm tra xem Diệp Thúc muốn làm gì. Ninh Nhụy Nhụy vẫn không hiểu, đành phải nhờ Hạ Thiên giúp đỡ. Hạ Thiên khoát tay, nói ông ấy trúng châm của lão đầu nhi kia, trong châm có độc. Vậy ngươi giúp ông ấy giải trừ đi. Ninh Nhụy Nhụy nói. Ông ấy không sao đâu. Hạ Thiên cười nói, châm của lão đầu kia không lớn, độc tính cũng không mạnh, chịu đựng một chút là khỏi thôi. Diệp Vô Minh nghe xong, cũng yên tâm hơn. Lúc trước, ông ta tận mắt nhìn thấy chiêm cao hạc trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất, ông ta sợ mình sẽ nối gót theo chiêm cao hạc. Nơi này không có việc gì rồi, chúng ta về khách sạn thôi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy ở đây cũng không có tác dụng, liền đưa ra đề nghị. Hạ Thiên cũng không hứng thú lưu lại nơi này. Nghe Ninh Nhụy Nhụy đề cập quay về khách sạn, hắn cười nói, tiểu muội chân dài, có phải nàng cảm động đến phát khóc, dự định khao ta một lần hay không? Ta khao cái đầu ngươi đấy, trong đầu ngươi chỉ toàn chứa mấy thứ ngổn ngang đó mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, bên phía khách sạn vẫn còn rối rắm cần phải thu dọn đấy. Để người khác thu dọn đi, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Ninh Nhụy Nhụy dở khóc dở cười, chứ không phải vì ngươi mà biến thành như thế sao? Có liên quan gì đến ta, là do đám ngu ngốc chiêm ra làm. Hạ Thiên nói, người nào thích thu dọn thì thu dọn. Thật sao? Ninh Nhụy Nhụy nhìn Hạ Thiên, vợ tiếp viên hàng không của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi cũng mặc kệ. Sao? Hạ Thiên nghe xong, ngược lại tập trung hơn, vợ tiếp viên hàng không chắc không có việc gì đâu. Khi rời đi, nàng ấy hoàn toàn lông tóc không thương mà. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được liền nói, cơ thể không có việc gì, nhưng tinh thần thì có. Nàng ấy bao lớn chứ, chỉ trong một ngày đã trải qua quá nhiều trắc trở, người cảm thấy nàng ấy sẽ không có vấn đề gì sao? Rất lớn, Hạ Thiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nhìn ngực Ninh Nhụy Nhụy, ít nhất to hơn tiểu muội chân dài nàng một vòng. Người đi chết đi. Ninh Nhụy Nhụy vô thức thuận theo ánh mắt của Hạ Thiên cúi đầu nhìn xuống, không khỏi giận sôi lên, bóp quyền muốn đánh tới, ta nói là tuổi tác, sắc lang chết tiệt ngươi tại sao lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện khác vậy. Hạ Thiên cười nói, vậy chúng ta quay về khách sạn xem sao. Diệp Thúc, chân của ngươi đã đi được hay chưa? Ninh Nhụy Nhụy quay sang nhìn Diệp Vô Minh, lo lắng hỏi. Diệp Vô Minh quả nhiên dần dần khôi phục năng lực ngôn ngữ và hành động. Ông nói, ta không đi được, ta phải ở đây để thu thập tàn cuộc. Đám bảo tiêu mang mặt nạ đều là thành viên của thiên nhân hội, có một số là do Long Hành Vũ ép buộc mang đi, có thể tranh thủ mang về lại.
Ông quay sang nói với Hạ Thiên, đương nhiên, điều này còn cần Hạ Tiên Sinh đồng ý. Người cứ tự nhiên, người mới là hội trưởng. Hạ Thiên lười quan tâm mấy chuyện này. Nói xong, hắn ôm Ninh Nhụy Nhụy rời đi. Chấm. Khách sạn Quế Thành. Nơi này đã được người ta thu dọn qua một lần. Tân khách đều đã tỉnh, nhưng cũng lưu lại di chứng, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Người nào cũng mang theo biểu hiện khó hiểu rời khỏi khách sạn Quế Thành. Trong phòng tầng cao nhất cũng chỉ còn Nhiếp Tiểu Lý, ba mẹ nàng, Ninh Thụy Thần và sát thủ A Sai. Về phần Mã Khiết Thần, còn có lão giả Dâu Ria đã bị Ninh Thụy Thần và sát thủ A Sai dùng ga giường trói lại, ném vào một nơi hẻo lánh. Các ngươi đã gặp Trường Sinh sao? Nhiếp Trường Thắng kinh ngạc hỏi, không phải nhìn lầm chứ? Không sai đâu, Nhiếp Tiểu Lý đưa tay vuốt mi tâm, biểu hiện có chút bực bội, hơn nữa, ông ấy cũng đã thừa nhận chuyện hạ độc ta. Chuyện lần này, ông ấy cũng tham gia vào. Nhiếp Trường Thắng vẫn có chút không tin tưởng lắm, không thể nào. Tại sao Trường Sinh lại xen lẫn với người của Chiêm gia chứ? Ông ta không phải xen lẫn một chỗ với người Chiêm gia mà là chó săn cho một lão giả tên Long Hành Vũ. Trong lòng Nhiếp Tiểu Lý khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật bày trước mắt, nàng lại chính tai nghe được. Nhiếp Trường Thắng do dự một hồi, không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại Chiêm Văn Bân đã chết, lễ đính hôn cũng đã thất bại. Chuyện Chiêm gia đồng ý trả nợ tiền đánh bạc cho ông ta chẳng lẽ cũng thất bại luôn sao? Chẳng lẽ lễ đính hôn với Chiêm gia không thể tiến hành được nữa à? Nhiếp Trường Thắng bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Chiêm Văn Bân chết, ta nhớ Chiêm gia vẫn còn một đứa con trai út mà. Ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý hiện lên vẻ khó tin, cha có biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết, Nhiếp Trường Thắng hiển nhiên cũng biết mình đối lý nhưng vẫn cố thể hiện mình đoan chính. Nhưng hôn ước giữa ngươi và Chiêm gia là do tộc lão định. Không có bọn họ gật đầu đồng ý, cho dù Chiêm Văn Bân đã chết, ngươi cũng phải gả cho người Chiêm gia khác. Nhiếp Tiểu Lý căm hận nói, vậy cha phải thất vọng rồi, đứa con trai còn lại của Chiêm Cao Hạc cũng đã chết. Bàng chi Chiêm gia vẫn còn mà, Nhiếp Trường Thắng vô thức nói. Ban đầu, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý vẫn còn hoảng hốt, nhưng sau khi nghe Nhiếp Trường Thắng chỉ trích Nhiếp Tiểu Lý. Bà lập tức lấy lại tinh thần, Nhiếp Trường Thắng, ngươi đúng là xúc sinh. Bà nương ngươi thì biết cái gì, còn dám mắng ta. Nhiếp Trường Thắng bỗng nhiên run lên, chỉ vào mẹ Nhiếp Tiểu Lý mà mắng, đều tại ngươi, ngươi đã quen với cái thói như vậy rồi. Mẹ con các ngươi chính là sao chổi. Ban đầu ta có cơ hội lật bàn, còn có thân gia phú hào, có được bao nhiêu tiền chứ, bây giờ mất hết trong tay các ngươi. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong. Cảm thấy đau lòng không thôi, cha, trong mắt của cha, con không đáng một đồng sao. Tại sao không đáng chứ? Nhiếp Trường Thắng tỏ vẻ hâm mộ, ngươi ít nhất trị giá 200-300 vạn đấy chứ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải gả cho Chiêm gia, ta đã ký hợp, Nhiếp gia chúng ta từ trước đến nay nói đều giữ lời. Muốn gả thì ngươi gả đi, dù sao ta cũng không cho phép ai lấy Tiểu Lý ra làm giao dịch nữa. Lúc này... Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý đã nghĩ thông suốt. Nhượng bộ đối với những người này sẽ không có được chỗ tốt gì, ngược lại còn khiến bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhiếp Trường Thắng đưa tay muốn đánh mẹ Nhiếp Tiểu Lý, nhưng bị Nhiếp Tiểu Lý bắt được cha, nếu cha còn đánh mẹ nữa, cha cũng đừng trách con không khách sáo với cha. Làm phản rồi, mẹ con các ngươi muốn chết đúng không? Nhiếp Trường Thắng giận tím mặt, tức đến mức muốn giơ chân. Nhưng cơ thể gầy còm của ông ta hoàn toàn đánh không lại Nhiếp Tiểu Lý, đành phải mắng, đây chính là quyết định của tộc lão, cho dù Chiêm gia diệt vong, ngươi cũng phải gả cho Lý gia, Triệu gia, thậm chí là một nhà nào đó. Đã sinh ở Nhiếp gia, ngươi đừng hòng tự chủ, các ngươi sinh ra chính là công cụ của Nhiếp gia, chính là Nhiếp gia phốc. Lời còn chưa nói hết, mặt Nhiếp Trường Thắng đột nhiên bị một bạt tai. Cả người ông ta bay rớt ra ngoài. Phá vỡ 2-3 bức tường mới khó khăn rơi xuống, răng trong miệng cũng bị đập nát, phun ra cùng với máu. Đúng là một tên ngớ ngẩn, ở chỗ này miệng phun đầy phân, nhìn thấy cũng phát phiền. Hạ Thiên khó chịu nói. Nhiếp Tiểu Lý thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy quay lại, tâm trạng vốn đang căng thẳng rốt cuộc cũng thư giãn hơn một chút. Đột nhiên, hai mắt nàng trắng dã, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xỉu. Tiểu Lý, mẹ Nhiếp Tiểu Lý kêu lên. Vợ tiếp phiên hàng không có chuyện gì đâu. Hạ Thiên lập tức châm cho Nhiếp Tiểu Lý 2 châm,
giúp cho nàng khôi phục trong nháy mắt. Nhiếp Tiểu Lý từ từ mở mắt, sau khi nhìn thấy Hạ Thiên, nàng liền hỏi chuyện bên kia. Vợ tiếp viên hàng không, nàng yên tâm đi, chuyện bên kia đã được giải quyết triệt để. Hạ Thiên mỉm cười nói, có ta ở đây, nàng không có khả năng gả cho Chiêm gia, cũng không có khả năng gả cho người khác. Nàng chỉ có thể gả cho ta mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý im lặng mỉm cười, không nói gì thêm. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý nắm chặt tay Hạ Thiên, khóc lóc cảm ơn. Chị, tại sao vừa rồi mọi người không mang ta theo? Ninh Thụy Thần xích lại gần Ninh Nhụy Nhụy, nhỏ giọng phàn nàn, ta không biết, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi không gặp ngươi đã trở nên lợi hại như vậy, cũng biết bay rồi. Ninh Nhụy Nhụy nguyết hắn ta một cái, trịnh trọng cảnh cáo, bay cái đầu ngươi đấy. Ngươi đừng có suy nghĩ gì xấu, cũng đừng nghĩ đến việc đi theo Hạ Thiên thì có thể học được cái gì. Ngươi hoặc là thành thật đi huấn luyện, tham gia thi đấu, hoặc quay về tinh đảo đi. Thôi đi, đồ hẹp hòi. Ninh Thụy Thần vô cùng bất mãn, nhưng trong lòng vẫn tính toán nhỏ nhặt. Có anh rể nghịch thiên như Hạ Thiên, ai còn cần làm vận động viên làm gì? Làm tu tiên giả không tốt sao? Nếu có thể đằng vân giá vũ, tán gái còn không phải dễ như trở bàn tay à? Phát sinh chuyện lớn như vậy, có khi nào sẽ có ảnh hưởng không tốt không? Nhiếp Tiểu Lý lấy lại tinh thần, nhớ đến những tao ngộ đã gặp ngày hôm nay, dường như đã tạo thành ảnh hưởng tương đối xấu. Ninh Nhụy Nhụy nói, người yên tâm đi, ngoại trừ Chiêm gia không còn, bớt đi một tai họa, cũng không còn chuyện gì khác. Vậy thì tốt, Nhiếp Tiểu Lý cũng không biết nên nói cái gì, đành phải tạm thời tin tưởng. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng điện thoại di động. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý sờ túi của mình, lập tức lấy điện thoại ra xem. Nhìn thấy người gọi đến, sắc mặt của bà trở nên trắng bệch. Mẹ, sao vậy? Nhiếp Tiểu Lý hỏi. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý cầm điện thoại lên, muốn tìm một nơi yên tĩnh không ai mà nghe điện thoại. Mẹ đừng đi, mẹ nghe ở đây đi. Nhiếp Tiểu Lý đại khái cũng đoán được là ai gọi đến, lập tức giữ mẹ của nàng lại. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý cũng không còn cách nào, đành phải nghe điện thoại ngay tại chỗ. Tại sao bây giờ ngươi mới nghe? Trong điện thoại vang lên một giọng nói già nua nhưng lại rất uy nghiêm, mang theo một sự ngạo mạn không thể nghi ngờ. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý liếm môi, do dự nói, thưa ông, có một số việc nên trễ nãi. Hừ, người thì có chuyện gì chứ? Âm thanh đối diện lại càng thêm bất mãn, lễ đính hôn như thế nào rồi? Trường Thắng có ở bên cạnh ngươi không? Vì sao điện thoại của nó gọi không được vậy? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý nhìn Nhiếp Trường Thắng giống như con chó chết nằm ở phía xa ông ấy. Ngươi hoảng hốt gì chứ? Chẳng lẽ lễ đính hôn thất bại rồi? Âm thanh già nua kia trực tiếp quát lớn, các ngươi đúng là một đám phế vật. Chẳng lẽ chút chuyện này cũng làm không xong? Hay Tiểu Lý lại làm phản? Ngươi nói cho nó biết, nếu nó không muốn em gái nó chịu khổ, nó nên thành thật một chút. Kiên nhẫn của lão phu có hạn, nếu nó không biết cân nhắc, cứ trực tiếp xử lý theo tộc quy, để nó sống không bằng. Nhiếp Tiểu Lý còn chưa phản ứng, Hạ Thiên đã cảm thấy khó chịu, mắng to với người đối diện, này, lão Bạch ngươi ảo tưởng quá đúng không? Ngươi là ai? Người bên kia im lặng 3 giây, đột nhiên hỏi. Ta là Hạ Thiên, sau này Nhiếp Tiểu Lý sẽ là vợ của ta, em gái của nàng ấy là em gái của ta. Hạ Thiên nói thẳng, nếu các ngươi dám làm loạn, ngươi có tin bây giờ ta qua đó tiêu diệt đám lão già các ngươi hay không? Bảo Nhiếp Tiểu Lý nghe điện thoại. Người bên kia hừ lạnh một tiếng, ra lệnh. Nhiếp Tiểu Lý kinh hãi, đưa tay muốn nghe điện thoại. Nhưng Hạ Thiên không cho nàng nghe. Có chuyện gì thì cứ nói với ta. Hạ Thiên nhếch miệng, hiện tại cảm xúc của vợ tiếp viên hàng không ổn định, không rảnh để ý đến các ngươi. Cảm xúc không ổn định. Người bên kia lại hỏi, chẳng lẽ lễ đính hôn thất bại rồi? Hạ Thiên đáp, không phải thất bại, mà là người Chiêm gia chết sạch rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Người bên kia không khỏi kinh ngạc, lập tức hiểu ra được chút gì đó, là do ngươi làm. Hạ Thiên cũng lười giải thích với đối phương, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nếu ngươi còn uy hiếp người nhà vợ tiếp viên hàng không, ta có thể thuận tay tiêu diệt các ngươi. Ha ha, can đảm lắm. Người bên kia cười lạnh một tiếng, có thể giết cha con Chiêm Cao Hạc, nói rõ ngươi cũng có chút bản lãnh, nhưng muốn cưới nữ nhân Nhiếp gia, ngươi có thể trả cái giá bao lớn.
cái giá gì? Đầu óc của ngươi có vấn đề à? Hạ Thiên lười biếng đáp lại, hay là các ngươi nên trả giá một chút cho những gì đã làm với vợ tiếp viên hàng không của ta? Chàng trai trẻ, ta cho ngươi một lời khuyên. Người bên kia im lặng một chút, sau đó lạnh lùng nói, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Nữ nhân Nhiếp gia không phải ngươi có thể trêu chọc, nếu không, ngươi sẽ rước họa sát thân, đừng trách ta không nói trước. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng cho ngươi một lời khuyên, ngươi nên đi chết sớm một chút. Nếu ngươi còn hại người nhà vợ tiếp viên hàng không, ta sẽ trực tiếp khiến ngươi sống không bằng chết. Tốt, rất tốt. Người bên kia bị chọc tức, nghiến răng đáp lại, tiểu tử, có gan thì ngươi đến Hoàng Sơn, đi cùng với Nhiếp tiểu lý, ta ngược lại muốn xem có phải ngươi ba đầu sáu tay hay không, lại dám phát ngôn bừa bãi trước mặt lão phu. Xử lý đám gia hỏa các ngươi không cần ba đầu sáu tay đâu. Hạ Thiên cười nói. Hừ, người bên kia nặng nề hừ một tiếng, vậy lão phu xin chờ ngươi đại giá ở Hoàng Sơn, hy vọng ngươi cũng đừng sợ mà không dám đến. Hạ Thiên thản nhiên nói, vậy các ngươi nên rửa sạch sẽ cổ mà chờ đi nhé. Người bên kia không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Cái này, mẹ Nhiếp tiểu lý giật mình, vội vàng tiếp điện thoại, muốn nói chuyện với đối phương, đáng tiếc đã bị cúp máy, bây giờ phải làm sao? Ông nhất định rất tức giận, ông cũng không phải người tốt tính, chỉ sợ chúng ta trở về lành ít dữ nhiều. Ninh Thụy Thần lại cảm thấy đây không phải vấn đề lớn. Vậy thì không quay về chứ sao? Không được, em gái ta vẫn còn đang ở tổ trạch. Nhiếp tiểu lý lắc đầu, phản đối đề nghị của Ninh Thụy Thần. Mẹ của Nhiếp tiểu lý vẫn còn kinh hoàng không thôi, ôm mặt nói, các ngươi không biết sự lợi hại của ông đâu. Ông ấy là một quái vật cực kỳ đáng sợ. Tất cả người phản kháng ông đều không có kết cục tốt. Quái vật, Ninh Thụy Thần nghe xong, không khỏi sửng sốt. Trước hôm nay... Hắn ta khả năng còn cho rằng đây chỉ là một ví von. Bây giờ hắn ta lại có chút hoài nghi, người nói quái vật là quái vật thật sao? Hay chỉ là một từ dùng để hình dung? Ninh Nhụy Nhụy liếc mắt nhìn đứa em họ không có nhãn lực, sau đó đánh cho hắn ta một cái, người có biết nói chuyện hay không? Ta nói sai cái gì chứ? Ninh Thụy Thần mờ mịt hỏi. Ninh Nhụy Nhụy cũng lười nói nhảm với hắn ta. Nàng quay sang nói với Nhiếp tiểu lý, chuyện cho đến bây giờ. Ngươi và gia tộc của ngươi nhất định không có cách nào hòa giải. Chỉ bằng ngươi dẫn Hạ Thiên quay về cùng, ít nhất có thể đảm bảo tính mạng của các ngươi an toàn. Nói thì nói như vậy, nhưng, Nhiếp tiểu lý vẫn còn chút lo lắng, không khỏi nhìn Hạ Thiên. Hôm nay nàng đã nhìn thấy lực phá hoại của hắn, thật sự có chút lo lắng Hạ Thiên sẽ tiêu diệt trên dưới nhà họ Nhiếp, nếu không, Ninh tỷ tỷ, ngươi đi cùng với ta một chuyến đi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức đoán được Nhiếp tiểu lý đang lo lắng chuyện gì, không khỏi cười nói, được rồi, Hoàng Sơn là nơi tốt, ta đã sớm muốn đến đó du lịch rồi. Tiểu muội chân dài, nàng không còn chuyện gì làm sao? Hạ Thiên hỏi, thế nào, có người mới thì muốn vứt bỏ người yêu cũ? Ninh Nhụy Nhụy vô thức hỏi lại. Hạ Thiên cười đáp, tiểu muội chân dài, đây là nàng thừa nhận yêu ta rồi đấy nhé. Đây là do ngươi hiểu sai thôi. Ninh Nhụy Nhụy hơi đỏ mặt, ý thức được nàng quả thật đã thừa nhận quan hệ giữa mình và Hạ Thiên. Nàng vội vàng rũ sạch, ta nói là yêu, là chỉ ngươi yêu ta, chứ ta không nói ta yêu ngươi. Hạ Thiên nghiêm túc trả lời, không sao, nàng yêu ta yêu nàng cũng như nhau cả thôi. Vì sao trong đầu ta lại tự động vang lên một giai điệu? Ninh Thụy Thần cau mày, rơi vào khổ tư, lần này ta quay về, điện thoại di động nhiều lần nổi lên bài hát này. Chẳng lẽ là ca khúc mới do ca sĩ nổi tiếng nào phát hành sao? Mẹ, việc đã đến nước này, mẹ có lo lắng cũng vô dụng thôi. Nhiếp tiểu lý an ủi mẹ cua nàng, chuyện này, chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cũng không thể cả đời bị bọn họ khống chế được. Mẹ của Nhiếp tiểu lý vẫn lo lắng như cũ, muốn nói rồi lại thôi, nói thì nói như vậy, nhưng người kia đúng là không phải người bình thường. Hạ Thiên cũng không phải người bình thường. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười khuyên nhủ, có hắn đi theo, sẽ không có việc gì đâu. Hạ Thiên nói tiếp, có việc cũng là bọn họ có việc. Hai, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Mẹ của Nhiếp tiểu lý cũng không còn cách nào khác, nhưng sau khi về nhà, các ngươi trước đừng ra mặt, để ta nói chuyện với bọn họ trước. Được, nghe theo mẹ hết. Nhiếp tiểu lý không cảm thấy việc nói chuyện trước làm được cái gì,
nhưng nàng vẫn đồng ý, trước để an ủi mẹ của nàng. Lúc này, đêm đã khuya, náo loạn đã mấy tiếng, mọi người cũng đã mệt rồi. Tạm thời cũng không thể ở lại khách sạn Quế Thành, cũng không phải khách sạn không đủ phòng, mà là mẹ của Nhiếp Tiểu Lý đang sợ hãi, bà thật sự không cách nào yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Thế là, Ninh Nhụy Nhụy mời mẹ con Nhiếp ra đến Ninh gia ở tạm, chờ sáng mai xuất phát quay về Hoàng Sơn. Tòa nhà Ninh gia rất lớn, phòng khách cũng không ít, ở thêm vài người cũng không thành vấn đề. Về phần Nhiếp Trường Thắng, ông ta đã được đưa đến bệnh viện, chết thì không chết được, nhưng ít nhất cũng nằm trên giường 2-3 tháng. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý vẫn trằn trọc trên giường, không cách nào ngủ được. Mẹ, tại sao mẹ còn chưa ngủ? Nhiếp Tiểu Lý chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng hỏi. Việc hôm nay thật sự quá, hai, về sau phải làm sao bây giờ? Ánh mắt mẹ của Nhiếp Tiểu Lý tràn ngập lo lắng. Nhiếp Tiểu Lý ngược lại bình tĩnh hơn, hiển nhiên đã sớm có cân nhắc mẹ, thật ra cũng chẳng có gì phải lo lắng. Rời khỏi Nhiếp gia, chúng ta cũng không phải không sống được, ngược lại còn sống tốt hơn. Nhưng gia gia của con làm sao có thể tha cho chúng ta thoát khỏi Nhiếp gia chứ? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, có chút do dự, nhiều năm như vậy, mẹ thường hay nhìn thấy thủ đoạn của gia gia con. Bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Lần này không biết ông ấy sẽ tra tấn chúng ta như thế nào. Mẹ, mẹ đừng sợ. Nhiếp Tiểu Lý cảm giác cơ thể của mẹ nàng đang run lên. Nàng không khỏi ôm chặt lấy bà, lần này không phải có Hạ Thiên và Ninh Tỷ Tỷ đi cùng chúng ta sao? Gia Gia có bá đạo, chẳng lẽ có thể ép được Hạ Thiên? Hôm nay, mẹ cũng đã nhìn thấy Hạ Thiên lợi hại đến thế nào mà. Cũng bởi vì Hạ Thiên quá lợi hại. Nếu chẳng may hắn, trong lòng mẹ của Nhiếp Tiểu Lý có dự đoán đáng sợ, con phải làm sao bây giờ? Nhiếp Tiểu Lý nói thẳng, cũng không tị hiềm, mẹ, mẹ lo lắng Hạ Thiên sẽ giống với Gia Gia, còn có cha đúng không? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, mẹ nhìn ra được, vị Hạ Tiên sinh kia là người không thiếu được nữ nhân. Vị Ninh Tiểu Thư kia hơn phân nửa là hồng nhan tri kỷ của hắn. Nếu con dính vào, Ninh Tiểu Thư sẽ vui vẻ sao? Nhiếp Tiểu Lý cười khẽ, Hạ Thiên là hạng người như thế nào, con không thể đưa ra đánh giá, bởi vì con cũng không ở chung với hắn. Nhưng con tin Ninh Tiểu Thư, nàng ấy cho rằng Hạ Thiên là người tốt, vậy thì con tin tưởng hắn là người tốt. Hai, nhà đầu con đã học được cách tránh nặng tìm nhẹ đấy. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý bất mãn chừng nàng một cái, con biết rõ đây không phải trọng điểm mà mẹ muốn nói. Mẹ sợ vị Hạ Tiên sinh kia chỉ là gặp sắc khởi nghĩa. Cũng không thực lòng đợi con. Con biết, nhưng chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên thôi mẹ. Nhiếp Tiểu Lý hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, Hạ Thiên và con không thân cũng chẳng quen nhưng hắn lại thay con giải quyết chuyện này, trừ đi một vòng kim cô trên đầu. Cho dù hắn gặp sắc khởi nghĩa cũng không thành vấn đề. Tối thiểu con cũng không chán ghét hắn. Nếu hắn có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự khống chế của Nhiếp gia, đi theo hắn cũng không sao. Vậy con muốn làm tiểu tam sao? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý rốt cuộc cũng nói ra chữ mà bà không muốn nhắc đến, con không sợ lưu ngôn phỉ ngữ à? Đây chính là đao giết người không thấy máu đấy. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, con không sợ, con chỉ sợ gia tộc ăn thịt người kia thôi. Được rồi, mẹ cũng không khuyên con nữa. Con đã lớn, có thể tự mình làm chủ. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý thở dài một hơi, mẹ thấy vị Hạ Tiên sinh đó. Mặc dù dáng dấp không đẹp trai cho lắm nhưng mặt mày cũng có chút oai hùng, cơ thể cũng cường tráng, hẳn là một người đủ tinh khí. Ít nhất con không làm quá phụ giống như mẹ. Nhiếp Tiểu Lý chớp mắt, xấu hổ nói, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con còn giả ngu với mẹ sao? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý nói, trước kia, có phải con đã xem lén những cái đĩa CD giấu dưới đáy giường đúng không? Con không biết mẹ đang nói cái gì? Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu. Sau đó nghiêng người sang một bên, con mệt rồi, con ngủ đây. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý mỉm cười, vỗ đầu nàng một cái, sau đó cũng ngủ thiếp đi. Hoàng Sơn, tổ trạch Nhiếp gia. Bốp, một âm thanh vang lên. Ngươi nói Trường Sinh chết rồi. Bên trong bóng tối, một sợi râu vừa dài vừa trắng phiêu động không thôi, là ai làm? Ha ha, đương nhiên là cháu rể mới của ngươi rồi. Một giọng nói âm lãnh cứng ngắc đáp lại. Lão giả râu dài kinh ngạc hỏi, là Hạ Thiên. Âm thanh kia nói, đúng. Lai lịch của hắn là gì? Lão giả râu dài hỏi tiếp.
Bóng người cứng ngắc kia mỉm cười, nói đến thì hơi dài, nhưng ta chỉ nói một điều, Nhiếp lão gia tử ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Hắn biết nghịch thiên bát châm. Điều này thật sao? Thật. Dưới chân Hoàng Sơn, Nhiếp gia trấn. Gần trưa, mấy bóng người chậm rãi đến gần một tiểu trấn rất cổ xưa. Những người này chính là đoàn người mẹ con Nhiếp Tiểu Lý. Đi cùng còn có Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Thụy Thần mặt dày đi theo, nói là muốn du ngoạn thắng cảnh Hoàng Sơn nổi tiếng thế giới. Ninh Nhụy Nhụy tất nhiên không có ý kiến, Nhiếp Tiểu Lý lại càng cảm thấy không có vấn đề gì. Giao tình giữa nàng và Ninh Thụy Thần là sâu nhất, với Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên cũng chỉ mới quen mà thôi. Hạ Thiên cảm thấy có chút khó chịu, lườm Ninh Thụy Thần một cái, người đi theo làm gì? Anh rể, người nói như vậy có chút đả thương người khác đấy. Ninh Thụy Thần nghe Hạ Thiên nói xong, lập tức ôm tim, nói thế nào ta cũng là bạn của Tiểu Lý, hơn nữa ta còn quen thân với Tiểu Lý hơn mà. Hạ Thiên nhếch miệng, nàng ấy là vợ tiếp viên hàng không của ta, tại sao lại quen thân với ngươi chứ? Ninh Thụy Thần bó tay, không phải chứ, anh rể, ngay cả cái này mà ngươi cũng ghen. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ai ghen với ngươi? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sau đó quay sang nói với Nhiếp Tiểu Lý. Vợ tiếp viên hàng không, còn bao lâu nữa thì đến nhà nàng. Chỗ rẽ đằng trước là đến rồi. Nhiếp Tiểu Lý chỉ vào đầu phố cách đó không xa, cười nói, người trong tiểu trấn chỉ toàn là người họ Nhiếp. Hạ Thiên lại hỏi, lão già ngu ngốc gọi điện thoại cũng ở đó luôn sao? À, cái này thì không phải. Nhiếp Tiểu Lý cười khổ, lắc đầu nói, gia gia là gia chủ Nhiếp gia, sao có thể ở trong trấn được? Ông ấy... Còn có các tộc lão đều ở khu biệt thự Vân Hải ở sườn núi. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý bổ sung thêm một câu, tư thục trong tộc cũng ở trong núi luôn. Gì, tư thục mà ngươi nói chính là học đường gia tộc Nhiếp ra sao? Ninh Nhụy Nhụy không nén được hiếu kỳ, lên tiếng hỏi một câu. Cứ xem là vậy, mẹ Nhiếp Tiểu Lý do dự một chút, sau đó giải thích, tuy nhiên, nói nó là học đường cũng không chuẩn xác, nó giống từ đường hơn. Ninh Thụy Thần sửng sốt, học đường và từ đường là hai cái khác nhau, sao có thể nhập làm một? Nơi khác thì không biết, nhưng Nhiếp gia là như vậy. Nhiếp Tiểu Lý cau mày, nhẹ giọng nói, thật ra, nói từ đường cũng không chính xác, nó giống một ngôi mộ thất thì đúng hơn. Tất cả những đứa bé được chọn đến đó đều không còn thấy xuất hiện nữa. Không phải chứ, Ninh Thụy Thần nghe xong, cảm thấy sợ hãi, mấy đứa bé đó nói thế nào cũng là họ Nhiếp. Chẳng lẽ tộc lão Nhiếp gia lại xuống tay với chúng? Hạ Thiên nói, trong mắt một số tên ngớ ngẩn, chỗ tốt của mình đều quan trọng hơn so với bất cứ kẻ nào. Nói đúng ra là không còn nhân tính, Ninh Thụy Thần không khỏi giận dữ. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý lên tiếng, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Chúng ta mau về nhà thôi, để ta làm bữa cơm đãi mọi người, xem như bày tiệc mời khách. Đại tẩu, ta thấy ngươi không cần nấu cơm đâu. Lúc này, một bóng người từ đầu phố đi tới, mỉm cười nói, ta đã đặt một bàn thức ăn ngon ở quán rượu trong trấn, đặc biệt mời những vị khách đường xa đến đây. Hạ Thiên nhìn người đến, ngươi là ai? À, ta xin tự giới thiệu, người này khoảng 35-36 tuổi, râu ngắn, tính cách khá trầm ổn. Nghe Hạ Thiên hỏi, hắn ta cười đáp, ta tên Nhiếp Hồng Phi. Luận bối phận, ta là thất thúc của Tiểu Lý, dựa theo tuổi thì là cửu ca của Tiểu Lý. Nhiếp Hồng Phi làm người khéo léo, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, đối nhân xử thế rất biết nắm giữ tiêu chuẩn, cho nên hắn ta phụ trách tiếp khách ở Nhiếp gia. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy Nhiếp Hồng Phi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hỏi, là gia gia bảo ngươi đến sao? Đúng, là gia chủ phân phó. Nhiếp Hồng Phi gật đầu, gia chủ nói, người đến đều là khách. Mặc kệ đến làm gì, trước phải chiêu đãi cho thật tốt. Tránh cho người ngoài nói Nhiếp gia chúng ta thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Người có biết lịch sự không? Ninh Thụy Thần nghe xong, cảm thấy có chút khó chịu, người đang nói chúng ta không có cấp bậc lễ nghĩa chứ gì. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Ninh Thụy Thần, sau đó nói, cơm thì không ăn rồi, chúng ta xin cảm ơn hảo ý của Nhiếp gia chủ. Bữa cơm này, các vị nên ăn đi. Nhiếp Hồng Phi cũng không nhúc nhích, gương mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa như cũ, nếu không... Ta sẽ bị gia chủ trách phạt. Chờ các ngươi đi rồi, Tiểu Lý cũng không được sống tốt. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nói, vậy thì lại càng không ăn. Bạn của ta,
ta sẽ tự mình chiêu đãi, không nhọc lão nhân gia ông quan tâm. Tiểu Lý, đừng hành động theo cảm tính. Sắc mặt Nhiếp Hồng Phi hơi thay đổi một chút, nhẹ giọng nhắc nhở, dưới chân Hoàng Sơn, ngươi không lay chuyển được gia chủ đâu, sẽ tự tìm phiền phức thôi. Phiền phức, có cái gì phiền phức chứ? Hạ Thiên cười nói, ta không sợ nhất chính là phiền phức. Lão đầu kia đang ở đâu, bây giờ ta đến đánh lão ta ngay. Khóe miệng Nhiếp Hồng Phi hơi co quắp, nhưng rất nhanh đã giấu đi, thật ngại quá, hôm qua Nhiếp gia chủ đã ra ngoài, nói là đi đón khách quý khác, khả năng tối nay hoặc sáng mai mới quay về. Lão gia hỏa đó không phải sợ mà chạy đi sao? Hạ Thiên nói. Nhiếp Hồng Phi nghe lời của Hạ Thiên thật sự quá chói tai, nhịn không được nhắc nhở, vị khách nhân này, xin ngươi tôn trọng gia chủ Nhiếp gia chúng ta một chút. Hạ Thiên bĩu môi, ta và ông ta chẳng quen biết nhau, tại sao ta lại phải tôn trọng ông ta? Cái này, Nhiếp Hồng Phi hiển nhiên chưa từng gặp phải người gan lớn như Hạ Thiên, đã đến Nhiếp gia trấn vẫn còn dám nói năng lỗ mãng với Nhiếp gia chủ như thế, cũng không biết là hắn ngốc hay là hắn không sợ chết nữa. Tuy nhiên, những thứ này đều không liên quan đến hắn ta. Hắn ta nhận nhiệm vụ dẫn những người này đến quán rượu, chiêu đãi tận tình một phen. Nếu bọn họ không muốn đi, thế thì không còn chuyện gì của hắn ta nữa. Nếu các ngươi không có ý định ăn một bữa cơm, vậy thì thôi, ta xin phép cáo từ, không quấy rầy các ngươi nữa. Nhiếp Hồng Phi chắp tay, quay người muốn rời đi. Nhiếp Tiểu Lý đột nhiên hỏi, thất thúc, ta muốn hỏi một chút, em gái của ta đang ở đâu? Cái này, Nhiếp Hồng Phi do dự một chút, bởi vì hắn ta từ thái độ của Nhiếp gia chủ mà nghe ra được chút manh mối, hắn ta thật sự không muốn dính vào. Vợ tiếp viên hàng không đang hỏi ngươi đấy, ngươi biết thì mau nói đi. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, không biết thì biến, đừng ở đây cản đường. Nhiếp Hồng Phi lên tiếng, Tiểu Chi ở biệt thự lưng chừng núi, cụ thể là nhà nào thì ta không rõ. Được rồi, thất thúc, ngươi về đi. Nhiếp Tiểu Lý cũng không muốn dây dưa, còn nữa, nếu ra ra trở về, làm phiền ngươi thông báo cho chúng ta biết một tiếng. Có một số việc nhất định phải chấm dứt với ông ấy. Người này có chút vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy nhìn theo bóng lưng của Nhiếp Hồng Phi, lên tiếng nói. Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, nàng mở thiên nhãn rồi sao? Có thể nhìn ra được vấn đề. Điều này có liên quan gì đến thiên nhãn? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, phàm quan sát nét mặt đều có thể nhìn ra được, trong lòng hắn ta nhất định đang cất giấu chuyện gì đó nhưng không nói ra. Không quan trọng, Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, thở dài nói, thất thúc sống cũng không dễ. Nếu không phải thúc ấy làm người khôn khéo, chỉ sợ bầu không khí Nhiếp gia trấn lại càng thêm âm trầm. Ninh Thụy Thần có chút cảm khái nói, cổ trấn cái gì, quả nhiên vẫn không thể trong lành được. Cổ trấn có vấn đề gì chứ, người mới là có vấn đề đấy. Hạ Thiên nói, anh rể, người nói rất đúng. Ninh Thụy Thần ngẩn người, lập tức cười nói, ta nhất định tiếp tục đi theo người học hỏi. Người có thể dạy ta làm thế nào để tu tiên không? Ngươi, Hạ Thiên khinh bỉ nhìn Ninh Thụy Thần, tu tiên thì miễn đi, người tu ma có khả năng hơn. Ninh Thụy Thần mở to mắt, tu ma, có ý gì chứ? Chẳng lẽ anh rể ngươi nhìn thấy ta có tiềm lực trở thành đại ma vương? Ngươi đi theo hắn học tập, có khả năng sẽ trở thành đại sắc ma. Ninh Nhụy Nhụy gõ đầu Ninh Thụy Thần một cái, ta bảo ngươi thành thật làm vận động viên, ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai đúng không? Nếu ngươi không muốn làm, ngươi quay về tinh đảo đi. Được, dừng lại, ngươi đừng nói nữa. Ninh Thụy Thần đưa tay thủ thế tạm dừng, tỷ, ta nghe theo ngươi, không vọng tưởng nữa. Chờ tham quan Hoàng Sơn xong, ta sẽ đến kinh thành để báo danh. Mọi người rẽ qua đầu phố, đi được một lát, mẹ Nhiếp Tiểu Lý dừng lại trước một viện lạc có chút thanh u. Viện lạc rất nhỏ, liếc mắt một cái là nhìn thấy hết toàn bộ. Căn nhà không cao, chỉ có hai tầng. Trên đỉnh còn có một cái gác xếp nhỏ. Có thể thấy được nó cũ đến cỡ nào, tường gạch bong chóc, cổng sân cũng hỏng nát. Đến nơi rồi, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý lúng túng nói, thật ngại quá, nhà ở quá đơn sơ, khiến mọi người chê cười. Ban đầu ta muốn đặt khách sạn nhưng Tiểu Lý cản lại không cho. Ninh Nhụy Nhụy cười nói, không sao, nhà như thế này mới có phong vị của cổ trấn chứ, hơn nữa ta cũng bảo Tiểu Lý đừng tốn kém mà. Các vị, mời vào. Nhiếp Tiểu Lý móc chìa khóa từ trong túi mở cổng,
sau đó nói với ba người Hạ Thiên, nhà cửa đơn sơ, hy vọng mọi người bỏ qua cho. Thật ra, Ninh Thụy Thần rất muốn đến khách sạn nhưng ngoài miệng lại nói, không ngại, không ngại. Căn nhà này có chút vấn đề. Hạ Thiên nhìn chằm chằm căn nhà một hồi, sau đó cau mày nói. Ninh Nhụy Nhụy cảm nhận được cảm xúc thay đổi của Hạ Thiên, lập tức hỏi thế nào. Hạ Thiên hỏi, vợ tiếp viên hàng không, là ai bảo mọi người ở đây thế? Nhà ở đều là tổ tiên truyền thừa. Nhiếp Tiểu Lý có chút khó hiểu, chẳng lẽ căn nhà này có vấn đề gì sao? Có vấn đề, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Hạ Thiên nhìn quét qua một chút bố cục chung quanh nhà, trong lòng đã có suy nghĩ đại khái. Ninh Nhụy Nhụy nhìn hắn, có vấn đề thì nói đi, lại còn giấu giếm chúng ta. Tiểu muội chân dài, nàng gấp cái gì chứ? Hạ Thiên cười nói, thật ra cũng chẳng có việc gì đâu. Bố cục của tất cả căn nhà trong cổ trấn giống như tạo thành một trận pháp. Hắn đưa tay chỉ vào căn nhà của Nhiếp Tiểu Lý, nhấn mạnh căn nhà này chính là trận nhãn. Trận pháp. Ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý không khỏi mở to, kinh nghi hỏi, trận pháp gì? Trận pháp gì thì ta cũng không rõ lắm, ta không có nghiên cứu trận pháp. Hạ Thiên lắc đầu, biểu hiện hờ hững, cái này phải hỏi thần tiên tỷ tỷ, hoặc muội muội chân dài. Đương nhiên, mấy năm gần đây, hình như vợ y cũng có nghiên cứu qua, chắc cũng biết. Sắc mặt Nhiếp Tiểu Lý trở nên mờ mịt, hoàn toàn không biết Hạ Thiên đang nói đến ai, đành phải quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy, người mà hắn nói là. Đều là nữ nhân của hắn đấy. Ninh Nhụy Nhụy đáp lại một câu, sau đó hỏi Hạ Thiên, y tỷ đang ở đâu? Nếu không, ngươi chụp một tấm ảnh rồi gửi cho nàng ấy xem. Ninh Thụy Thần đề nghị, toàn bộ tiểu trấn được cấu thành một trận pháp, vậy chỉ có thể leo lên đỉnh núi mới có thể chụp được. Không cần phiền phức như vậy đâu. Ninh Nhụy Nhụy móc ra điện thoại di động, mũi chân điểm một cái nhảy lên nóc nhà. Sau đó, nàng vận dụng phiếu miểu bộ vừa mới học chưa được bao lâu. Bay lên cao hơn 10 trượng nữa. Đột nhiên, nàng đảo ngược người, đứng giữa không trung, khoan thai cầm điện thoại chụp mấy tấm hình, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Rất giống một trận pháp. Ninh Nhụy Nhụy kiểm tra ảnh chụp trong điện thoại, cảm giác nhà ở và đường xá rất giống một đồ hình đặc biệt nào đó, nhưng trận pháp này có tác dụng gì chứ? Nhiếp Tiểu Lý xích lại gần Ninh Nhụy Nhụy, nhìn chằm chằm đồ hình một hồi, bỗng nhiên kêu lên. Đồ án này rất giống với mặt nạ Bảo Tiêu. Nghe xong, Ninh Nhụy Nhụy cũng nhớ đến, Bảo Tiêu dưới trướng Long Hành Vũ đều đeo mặt nạ, bên trên có hình vẽ 6 con mắt rất quỷ dị. Cái này, đây là tộc huy của Nhiếp gia. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý liếc qua một cái, lập tức che miệng la hoảng lên, Tiểu Lý, huyết ngọc mà mẹ đưa cho con cũng có đồ án này. Nhiếp Tiểu Lý lập tức lấy khối huyết ngọc từ trong túi ra. So sánh với địa hình bản đồ tiểu trấn Ninh Nhụy Nhụy vừa mới chụp được, phát hiện mặc dù không giống hết 100% nhưng cũng có 7 phần tương tự. Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên nhớ đến một tin tức quan trọng, đúng rồi, trước khi Long Hành Vũ chết, đã từng nói Nhiếp gia, Chiêm gia, Âm gia, còn có gia tộc nào đó đều được Xích Nguyệt Ma tộc bọn họ bồi dưỡng ra được. Xích Nguyệt Ma tộc, nếu là lúc trước, khi nghe đến cái tên này, Nhiếp Tiểu Lý sẽ cảm thấy hoang đường vô cùng. Nhưng những gì trải qua 2 ngày trước, tam quan của nàng đã được tái tạo lại. Không đâu, mẹ Nhiếp Tiểu Lý không khỏi lắc đầu, ta nghe tổ tông Nhiếp gia lưu truyền thuyết pháp, Nhiếp gia dường như là hậu nhân thần tiên nào đó, tại sao lại dính líu đến ma tộc chứ? Hạ Thiên nói, người có thể nghĩ đến hành động tác oai của Nhiếp gia có liên quan đến nửa cọng lông của thần tiên không? Cái này, mẹ Nhiếp Tiểu Lý nghẹn lời, bởi vì sau khi bà được gả vào Nhiếp gia, bà nhìn thấy đủ loại hành vi của Nhiếp gia, quả thật có chút vô nhân đạo, thậm chí làm cho người ta giận sôi. Nhưng trước giờ Nhiếp gia luôn sống khép kín, lại lấy tông tộc làm đầu, cho nên những chuyện dơ bẩn đó không được truyền ra ngoài. Mặc dù cũng có người nói ra ngoài nhưng không ai tin. Mặc dù có người tin cũng không có chứng cứ. Dần ra, mọi người đã xem những chuyện đó chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Thả con mẹ nó cái rắm. Tên vương bát đản nào dám phỉ báng Nhiếp gia chúng ta. Lúc này, cách đó không xa có một bóng người phách lối chậm rãi bước đến. Tuổi tác người này nhìn qua cũng không nhỏ, ít nhất cũng 40, thân hình khá cao lớn, khoảng 1m8. Tiếc là, gò má quá cao, môi lại mỏng, mắt hẹp mũi tẹt, vừa xấu lại chanh chua. Ồ, đây không phải Bao Thẩm, còn có Tiểu Lý sao?
Nam nhân cao gầy lên tiếng, gương mặt còn có ý cười không rõ, ta nghe nói Tiểu Lý được gả cho một người có tiền, tiệc cưới được tổ chức trong 2 ngày qua, tại sao lại về rồi? Vừa nói xong lại, hắn ta lại cười nhạo, chẳng lẽ phú hào kia hồi hôn, các ngươi xám xịt quay về nhà. Đừng sợ, bị đá cũng chẳng phải chuyện lớn. Nhiếp gia trấn cũng có nam nhân tốt mà, người này tự luyến sờ cằm của mình, lắc lắc hông bày ra tư thế tự cho là anh Tuấn. Ví dụ như ta chính là nam nhân chất lượng cao của nhân loại, a. À. Lời còn chưa nói hết, cả người hắn ta đã bay ra ngoài, chuẩn xác rơi vào thùng rác phía đối diện. Ninh Thụy Thần nhìn Nhiếp Tiểu Lý, người này là ai vậy? Diện mạo xấu như thế, tuổi tác cũng lớn, sao lại cảm thấy bản thân mình tốt đẹp nhỉ? Là một người rảnh rỗi trong trấn, làm người khá hèn mọn và hạ lưu. Nhiếp Tiểu Lý cau mày, lập tức nhớ ra thứ gì đó. Nhưng hắn ta và đại ca có qua lại với nhau, nếu hắn ta xuất hiện đồng nghĩa với. Nghĩ như vậy, Nhiếp Tiểu Lý liền la lớn, đại ca, nếu ngươi đã quay về, cần chi phải giấu đầu lòi đuôi? Có chuyện gì không thể trực tiếp ra ngoài nói sao? Không ra thì cũng đừng ra nữa. Hạ Thiên nói, đi thẳng vào thùng rác nằm chung với tên ngu ngốc kia đi. Qua 2-3 giây, Nhiếp Côn Bằng quả nhiên chậm rãi bước ra từ đằng sau căn nhà cách đó không xa. A Côn, ngươi về khi nào thế? Mẹ Nhiếp Tiểu Lý nhìn Nhiếp Côn Bằng, có chút do dự hỏi, chuyện ngày hôm qua, ngươi không bị thương chứ? Nhiếp Tiểu Lý biết Nhiếp Côn Bằng đến nhất định kẻ đến không thiệt, hỏi thẳng, đại ca, nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần sợ hãi, ta đến không phải để tìm ngươi. Nhiếp Côn Bằng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ta đến là để tìm hắn. Hạ Thiên lười biếng hỏi, có việc thì nói, không việc thì biến. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Nhiếp Côn Bằng bóp chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, ngươi hãy xuất ra bản lãnh thật sự, một đối một, công bằng công chính đánh một trận, ngươi dám tiếp chiến không? Đêm qua, hắn ta cũng có mặt ở khách sạn, gần như tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc, nhưng hắn ta cũng không ra tay. Cũng không phải hắn ta có tâm tư gì khác, mà là hắn ta phát hiện sự cường đại của Hạ Thiên nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Nhiếp Côn Bằng là người cực kỳ tự phụ. Ban đầu, hắn ta cũng có suy nghĩ so tài, nhưng cuối cùng đã bỏ đi suy nghĩ này. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là thân là trưởng tôn trưởng tử Nhiếp gia, hắn ta không thể thua, nhất là không thể thua trước mặt người ngoài. Một khi có suy nghĩ khiếp sợ, hắn ta cũng chỉ tạm thời tránh mũi nhọn. Điều này khiến cho tâm trạng của hắn ta cực kỳ khó chịu, vì thế đã quay về trong đêm. Nhưng hắn ta một đêm không ngủ, càng nghĩ càng khó chịu. Hắn ta cảm thấy xấu hổ vì không dám chiến một trận với Hạ Thiên. Sau khi trời sáng, biết được Nhiếp Tiểu Lý đã cùng với đám người Hạ Thiên đến Nhiếp gia trấn, hắn ta không nhịn được dự định khiêu chiến Hạ Thiên. Chỉ có chiến thắng Hạ Thiên, hắn ta mới thoát khỏi tâm ma của mình. Hạ Thiên, đừng đồng ý. Nhiếp Tiểu Lý vô thức nói với Hạ Thiên, việc này nhất định không đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho thật kỹ. Được, Hạ Thiên gật đầu. Tư thế ung dung, ta để ngươi ra quyền trước. Không vội, không phải bây giờ. Nhiếp Côn Bằng lạnh lùng nói, sáng ngày mai, đỉnh Thiên Đô Phong, ta chờ ngươi. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, muốn đánh thì đánh bây giờ, còn chọn thời gian và địa điểm gì chứ? Bởi vì đây không chỉ là một cuộc chiến mà còn là thời cơ ta tăng lên chính mình. Biểu hiện Nhiếp Côn Bằng vô cùng nghiêm túc, đêm qua, ta nhìn thấy ngươi ra tay. Ta biết ngươi nhất định còn che giấu thực lực. Ta cần phải chuẩn bị, sau đó toàn lực xuất kích đánh bại ngươi. Đừng có mà vọng tưởng. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đánh không lại ta đâu. Nhiếp Côn Bằng thản nhiên nói, có đánh lại hay không, đánh mới biết được. 6 giờ sáng mai, ta chờ ngươi ở đỉnh núi. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Khoan đã, Ninh Thụy Thần bỗng nhiên gọi lại Nhiếp Côn Bằng, chỉ vào thùng rác phía đối diện, muốn đi cũng được. Ít nhất cũng mang đống rác kia đi. Nếu đã là rác, vậy thì cứ để hắn ta trong thùng rác thì tốt hơn. Nhiếp Côn Bằng đáp lại một câu, ta bảo hắn ta đến truyền lời, hắn ta lại đùa giỡn Tiểu Lý. Cho dù chết cũng đáng đời. Ninh Thụy Thần nghe xong, cười hỏi, nói thế, chẳng lẽ ngươi là một đại ca tốt? Ta là hạng người gì, không cần ngươi đánh giá. Nhiếp Côn Bằng nheo mắt. Khí thế đột nhiên âm trầm, đừng tưởng rằng ngươi là bạn của Tiểu Lý thì có tư cách nói với ta như thế.
Nhiếp Côn Bằng ta làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm. Ninh Nhụy Nhụy nói, ngươi là ai, tự ngươi biết rõ. Nếu quả thật không thẹn với lương tâm, tại sao lại sợ người ta nói? Tùy các ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nhiếp Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý nhìn theo bóng lưng Nhiếp Côn Bằng, thở dài nói, thật ra, A Côn cũng có nỗi khổ tâm của mình. Nó cũng không muốn như vậy, là ta liên lụy nó. Mẹ, mẹ đừng nói tốt cho hắn ta. Nhiếp Tiểu Lý lắc đầu, cũng không muốn mẹ của nàng rơi vào cảm xúc tự oán, hơn 20 năm, chẳng lẽ mẹ còn huyễn tưởng trong lòng đối với hắn ta sao? Năm đó, không phải hắn ta và cha thiếu chút nữa hại chết chúng ta à? Hai, ánh mắt mẹ Nhiếp Tiểu Lý trở nên tỉnh táo không ít, không nói gì nữa. Điện thoại di động của Ninh Nhụy Nhụy vang lên, nàng vội lấy ra xem, là Y Tỷ Tỷ trả lời. Vợ Y Y nói cái gì thế? Hạ Thiên hỏi. Tỷ ấy nói trận pháp này giống như đã từng xuất hiện trên một sườn núi nào đó, đại khái là một trận pháp tộc đàn cổ xưa dùng để kéo dài tuổi thọ. Ninh Nhụy Nhụy nhìn tin nhắn trên điện thoại, chậm rãi thuật lại, tuy nhiên, cũng có thể là do tỷ ấy nghiên cứu trận pháp không đủ. Tỷ ấy bảo sẽ tìm chuyên gia chuyên nghiên cứu trận pháp để hỏi một chút. Trận pháp là gì không quan trọng, Hạ Thiên nói, nhưng tin tức quan trọng thì đã biết, chính là có liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ. Ninh Thụy Thần không khỏi có phỏng đoán âm u, điều này cũng không có khả năng kéo dài tuổi thọ cho người trong trấn chứ. Hơn nữa, trận nhãn còn là nhà của Tiểu Lý, chẳng lẽ đám tộc lão kia hy vọng Tiểu Lý được khỏe mạnh trường thọ. Nói chuyện đừng âm dương quái khí như vậy. Ninh Nhụy Nhụy đánh Ninh Thụy Thần một cái, nhưng suy đoán của ngươi cũng không phải là không có khả năng. Không biết mẹ của Nhiếp Tiểu Lý nghĩ đến điều gì, gương mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, cười nói, đừng nghĩ những chuyện đó nữa, chúng ta đi chuẩn bị cơm trưa thôi. Mọi người chắc cũng đã đói rồi. Đúng, ăn cơm quan trọng hơn, những chuyện khác để sau hãy nói. Nhiếp Tiểu Lý cũng cảm thấy cứ dây dưa mãi chuyện này cũng không có tác dụng. Dù sao trận pháp cũng đã có từ khi xây dựng tiểu trấn. Nếu có nguy hiểm, cả nhà nàng đã chết từ lâu mới đúng. Mọi người cùng nhau bước ào nhà. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý dặn dò nàng tiếp đãi đám người Hạ Thiên cho thật tốt, còn mình thì ra ngoài mua thức ăn. Ninh Nhụy Nhụy sợ bà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên liền đi theo. Ngươi không đi theo sao? Hạ Thiên nhìn Ninh Thụy Thần. Ninh Thụy Thần khó hiểu hỏi, nữ nhân đi mua thức ăn. Ta đi theo làm gì? Đi giúp bọn họ xách thức ăn. Hạ Thiên đáp. Vậy ngươi, ta hiểu rồi. Ninh Thụy Thần rốt cuộc cũng hiểu ra, hắn ta đang làm bóng đèn, vì thế nhanh như chớp đã đi ra ngoài. Chờ Ninh Thụy Thần đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Thiên và Nhiếp Tiểu Lý. Người đâu hết rồi? Nhiếp Tiểu Lý vừa nấu nước pha trà xong, mang ấm vào trong phòng khách, kết quả chỉ thấy còn một mình Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười đáp, bọn họ đi mua thức ăn hết rồi. Ba người đi mua thức ăn, Nhiếp Tiểu Lý sửng sốt nhưng rất nhanh hiểu ra được chuyện gì, gương mặt ửng đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ, để ta rót cho ngươi tách trà, ngươi thích loại trà nào? Có Mao Phong, Hầu Khôi, còn có Ngân Câu mới hái. Tùy nàng, ta không kén ăn, cũng không chọn uống. Hạ Thiên tùy ý nói. Nghe xong, Nhiếp Tiểu Lý lập tức biết Hạ Thiên không hiểu gì về trà. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lấy ngân câu. Loại trà này uốn lượn như câu, hào bạch như ngân. Hương vị cũng rất thơm ngon, dư vị kéo dài. Nàng hái lá trà này ở đâu thế? Hạ Thiên nhìn thoáng qua lá trà, phát hiện bên trên có linh khí nhàn nhạt, chỉ là màu sắc có chút không giống bình thường. Ở Vân Hương U Cốc, nơi đó là vườn trà của Nhiếp gia. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy hơi lạ. Một người không hiểu gì về trà, đột nhiên hỏi nơi sản xuất trà. Nàng vô thức hỏi ngược lại, loại trà này có gì không ổn sao? Hạ Thiên đáp, lá trà thì không có vấn đề gì, chỉ là vườn trà hẳn có chút vấn đề. Chắc không đâu, Nhiếp Tiểu Lý giải thích với Hạ Thiên, vườn trà đó nằm ngay trong U Cốc Hoàng Sơn, quanh năm mây mù bao phủ, bất luận thổ nhưỡng hay khí hậu đều rất thích hợp cho cây trà sinh trưởng, giống như được trời ưu ái vậy. Hạ Thiên chậm rãi nhấp một ngụm. Nhẹ gật đầu, đúng là khá ngon nhưng đã bị sát khí làm cho ô nhiễm. Sát khí, Nhiếp Tiểu Lý ngẩn người. Nàng cũng không quá hiểu về từ này. Nói một cách đơn giản, chính là chỗ đó đã bị người ta bỏ một số thứ không sạch sẽ.
Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, làm như không để ý, số trà này được hái trước khi sự việc phát sinh không bao lâu, cho nên lá trà không có vấn đề gì, nhưng ngoài mặt lại có một lớp sát khí nhàn nhạt, chỉ có thể nói vườn trà này có vấn đề. Nhiếp Tiểu Lý nghe xong, không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng biết Hạ Thiên không cần thiết phải ăn nói lung tung, vậy loại sát khí đó có ảnh hưởng gì đối với con người không? Tạm thời còn chưa biết rõ, phải đến vườn trà đó nhìn qua mới biết được. Được, ăn cơm xong, ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Nhiếp Tiểu Lý cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua được, bởi vì chẳng những người của Nhiếp gia trần uống những lá trà đó mà các nơi trong cả nước cũng có đơn đặt hàng, thậm chí còn tiêu thụ ra nước ngoài. Nếu xảy ra vấn đề, tuyệt đối sẽ sinh ra đả kích mang tính hủy diệt đối với toàn bộ Nhiếp gia. Đương nhiên, đám tộc lão Nhiếp gia nhất định sẽ bình yên vô sự, chỉ khổ cho những người làm công cho vườn trà cho Nhiếp gia mà thôi. Cảm ơn ngươi. Nhiếp Tiểu Lý thật lòng nói lời cảm ơn. Vợ tiếp viên hàng không, nàng không cần nói lời cảm ơn ta. Hạ Thiên cười nói, về sau, nếu nàng có chuyện gì, nàng cứ đến tìm ta. Ta là chồng tương lai chân chính của nàng đấy. Gương mặt Nhiếp Tiểu Lý chợt ửng đỏ, không nói thêm gì nữa. Chúng ta về rồi đây. Ninh Thụy Thần mang theo bao lớn bao nhỏ bước vào. Kết quả nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lý đang ngượng ngùng, lập tức mỉm cười hỏi, Tiểu Lý, vì sao mặt của ngươi lại đỏ đến như thế? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý và Ninh Nhụy Nhụy cũng theo sát đằng sau, cũng cảm nhận được bầu không khí có chút không thích hợp. Ta chuẩn bị thức ăn đây. Nhiếp Tiểu Lý không chịu được ánh mắt nhiều chuyện của ba người, lập tức nhận lấy đồ ăn, sau đó bước thẳng vào nhà bếp. Ta cũng đi nấu thức ăn đây, mọi người là khách, cứ ở đây tâm sự đi. Mẹ Nhiếp Tiểu Lý nói một câu, sau đó đi vào nhà bếp. Ninh Thụy Thần nhìn chằm chằm Hạ Thiên, cau mày nói, anh rể, ngươi lợi hại thật. Mới có hai ngày mà ngươi đã giải quyết được Tiểu Lý rồi sao? Có phải chị của ta cũng giống như thế? Kỹ thuật tán gái của ngươi quá đẳng cấp, có thể dạy ta một chút được không? Ngươi muốn chết à? Ninh Nhụy Nhụy cau mày, có chút khó chịu nói. Tỷ, ngươi mắng ta làm gì? Ninh Thụy Thần có chút không phục, lập tức phản bác, ta chỉ ra tay giúp anh rể mà thôi. Hắn muốn một chân đạp hai thuyền, không, rất nhiều con thuyền, ngươi mặc kệ không quan tâm sao? Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, nàng không cần ghen đâu. Vị trí của nàng nhất định sẽ ở đằng trước. Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên biết tính cách của Hạ Thiên như thế nào, nhưng nàng thật sự không quản được, cũng lười quản, ta lười nói mấy chuyện này với các ngươi, ta đến nhà bếp phụ làm cơm đây. Nói xong, nàng quay người đến nhà bếp. Ninh Thụy Thần ngồi ở phòng khách cùng với Hạ Thiên. Anh rể, ngồi như vầy hoài chán quá. Ninh Thụy Thần ngồi một lát, bỗng nhiên nhướng mắt, nói với Hạ Thiên, nếu không, chúng ta chơi trò gì đi. Không hứng thú, Hạ Thiên bĩu môi nói. Vậy ngươi đánh mạt trược không? Ninh Thụy Thần im lặng, chúng ta có thể. Hạ Thiên trả lời, không đánh. Ninh Thụy Thần. Không khí trong phòng lập tức trở nên lúng túng. Hạ Thiên lười biếng nằm trên ghế, xuyên qua phòng khách và hành lang nhìn bóng lưng của Ninh Nhụy Nhụy và Nhiếp Tiểu Lý, nhìn đến quên cả trời đất, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Ninh Thụy Thần thuận theo ánh mắt của hắn, vừa định nhìn sang, lập tức bị Hạ Thiên đánh vào đầu một cái. Anh rể, tại sao ngươi lại đánh ta? Ninh Thụy Thần khó hiểu hỏi. Hạ Thiên bất mãn nói, đánh ngươi thì đánh, còn cần lý do sao? Được, ngươi lợi hại, ngươi nói sao thì vậy? Ninh Thụy Thần không dám cứng rắn với Hạ Thiên, một lần nữa khẩn cầu, anh rể, ngươi không định dạy ta chút bản lãnh nào sao? Nói thế nào ta cũng là em vợ ngươi mà. Không dạy. Hạ Thiên trả lời rất dứt khoát, ngươi phế vật lắm, dạy cũng vô dụng thôi. Ninh Thụy Thần có chút bó tay, anh rể, ngươi nói tổn thương người khác quá. Hơn nữa, ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ không thể tùy theo khả năng đến đâu mà dạy sao? Thiên tài có phương pháp của thiên tài, phế vật có phương pháp của phế vật chứ? Dạy ngươi một chiêu thì được. Hạ Thiên cảm thấy Ninh Thụy Thần nói cũng không sai, sau khi học xong, chỉ cần không phải đối đầu với tu tiên giả, trên cơ bản sẽ không thua ai. Quá tốt rồi, ta nhất định sẽ học thật tốt, tuyệt không lười biếng. Ninh Thụy Thần hưng phấn nhảy dựng lên. Hạ Thiên đưa tay trái ra, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên phát lực, chỉ nghe tiếng bốp vang lên, không khí trong lòng bàn tay đã bị bóp nát. Quá mạnh rồi,
Ninh Thụy Thần còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng sau hai lần thử, cảm giác không được bình thường, anh rể, người như vậy không phải hầu tử hái đào sao? Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng quan tâm ngươi gọi chiêu này là gì, có học được hay không? Tóm lại, đừng làm phiền ta nữa. Chiêu này còn cần phải học sao? Ninh Thụy Thần có chút khóc không ra nước mắt, anh rể, ngươi quá qua loa ta rồi. Ngươi đúng là đáng ghét. Hạ Thiên ngáp một cái, ngân châm xuất hiện giữa ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái vào cánh tay trái của Ninh Thụy Thần, bây giờ thì được rồi, một châm này đủ để ngươi dùng cả đời. Ninh Thụy Thần ngẩn người, bỗng dưng một lần nữa đánh ra chiêu hầu tử hái đào, tiếp theo, một luồng khí kình mênh mông sinh ra bên trong cánh tay trái, trong nháy mắt chuyển đến lòng bàn tay. Bốp! Lòng bàn tay Ninh Thụy Thần giống như có một hạt đào, kết quả dễ dàng trở bàn tay bóp nát. Đúng là lợi hại, Ninh Thụy Thần mừng rỡ, anh rể, người đâm ta thêm mấy châm nữa đi, tốt nhất đâm hết toàn thân. Cút sang một bên, Hạ Thiên khó chịu nói, đã nói chỉ có một chiêu. Nếu ngươi còn làm phiền ta, ta đánh ngươi đấy. Được, không làm phiền ngươi nữa. Ninh Thụy Thần không ngừng thử một chiêu này, nhưng khi dùng tay phải thử, quả nhiên không có lực, về sau ta sẽ có tay trái hoàng kim. À, không đúng, ta thuộc đội nhảy cầu. Anh rể, nếu không, ngươi châm cho ta hai chân, à. Lời còn chưa nói hết, cả người Ninh Thụy Thần đã bay lên, bay ra khỏi nhà, rơi xuống lề đường. À, đầu của ta. Ninh Thụy Thần bò dậy từ dưới đất, sờ lên đầu, một mảng da bị chóc ra, đau đến có chút nhịn không được, tên này nặng tay quá, một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc này, một đôi giày da sáng loáng xuất hiện trước mặt Ninh Thụy Thần. Ngươi là ai? Tại sao lại đứng trước cửa nhà Nhiếp Tiểu Lý? Giọng nói chủ nhân đôi giày hơi khàn, khó phân biệt nam nữ. Ninh Thụy Thần đứng lên, phủi bụi trên quần áo, sau đó đưa mắt nhìn người đến. Hắn ta phát hiện dáng dấp đối phương khá trung tính, vô thức hỏi, người rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Người đến khó chịu nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai? Vì sao lại lăn từ trong nhà của Nhiếp Tiểu Lý ra thế? Ra gọi là bay, không gọi là lăn. Ninh Thụy Thần đáp. Bớt làm bộ đi, người mau trả lời ta. Người đến nói chuyện không được khách sáo, không thì cũng đừng cản đường, cút sang một bên. Ninh Thụy Thần tức cười, vậy ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì mà phải nhường đường cho ngươi? Con mẹ nó, ngươi muốn kiếm cớ đúng không? Lửa giận người kia tăng lên, hung hăng trừng mắt với Ninh Thụy Thần, ngươi có tránh qua cho ta đi không? Đường rộng như vậy, còn cần ta tránh sao? Ninh Thụy Thần cũng có chút khó chịu, chỉ vào khoảng trống xung quanh, ngươi không phải muốn ta nhường đường chứ? Ta thấy ngươi đến gây chuyện thì có. Ngươi đến cười nhạo một tiếng, bỗng dưng lấy một thanh khảm đao từ trên lưng xuống, gác lên cổ Ninh Thụy Thần, lão tử chính là đến gây chuyện đấy, mục tiêu chính là mẹ con Nhiếp Tiểu Lý. Ngươi muốn cản trở, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nếu là như vậy, ta cũng thành toàn cho ngươi. Ninh Thụy Thần cũng không sợ hãi. Tay trái bỗng dưng phát lực, năm ngón tay thành chảo, bóp vào vị trí nhạy cảm của người đến. Chỉ trong nháy mắt, gà bay trứng vỡ. A, à, người đến không kịp phòng bị, trong nháy mắt đau đến không muốn sống, miệng la lên, giết người, cứu mạng. Giết cái đầu ngươi đấy, ta không dùng toàn lực, cùng lắm thì nhức trứng thôi. Ninh Thụy Thần cười nhạo một tiếng, đoạt lại con dao, đập vào mặt nói đi, ngươi là ai? Tìm Tiểu Lý để làm gì? Tại sao lão tử lại phải nói cho ngươi biết? Ngươi đến vẫn cứng họng nói. Vậy đừng trách ta bóp nát trứng còn lại của ngươi nhé. Ninh Thụy Thần cười lạnh. Đừng, đừng, ta nói. Ngươi đến bị dọa sợ, lập tức nói, thật ra ta là em họ của Nhiếp Tiểu Lý. Ta tên Nhiếp Kim Bằng, ta tìm Tiểu Lý để hỏi xem cha ta đi đâu. Ông ấy cũng đến Quế Thành, bây giờ còn chưa thấy về. Cha ngươi. Ninh Thụy Thần sửng sốt, là người nào? Người kia đáp, cha ta tên Nhiếp Trường Sinh. À, ta biết, Ninh Thụy Thần chậm rãi thả lỏng người kia, nhưng Tiểu Lý tạm thời không rảnh gặp ngươi. Thuận tiện nói một câu, cha ngươi không còn nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Kim Bằng trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngay cả cảm giác đau cũng biến mất hơn phân nửa, nhìn chằm chằm Ninh Thụy Thần, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem. Ta nói cái gì? Ninh Thụy Thần sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được trọng điểm mà đối phương muốn biết. Hắn ta lặp lại, a, ngươi hẳn là muốn nghe câu này,
cha của ngươi chết rồi. Nhiếp Kim Bằng giận dữ, quát lớn với Ninh Thụy Thần, ngươi nói hưu nói vượn gì đấy. Ninh Thụy Thần cười nhạo, đúng, ta nói hưu nói vượn, ngươi từ từ đi tìm ba của ngươi đi. Trong lòng Nhiếp Kim Bằng dâng lên một dự cảm bất thường. Hắn ta do dự một chút, sau đó giống lớn, Nhiếp Tiểu Lý, ngươi cút ra đây cho ta. Mau cút ra. Ngươi còn chưa đủ thoải mái à? Ninh Thụy Thần nhướng mày, ta đã nói rồi, Tiểu Lý không rảnh để ý đến ngươi đâu. Ngươi cút ngay cho ta. Ánh mắt Nhiếp Kim Bằng lập tức đỏ lên, chỉ vào Ninh Thụy Thần mà mắng, đây là chuyện của Nhiếp gia ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tránh ra cho ta, nếu không, ta gọi người đến đấy. Ninh Thụy Thần học được một chiêu từ Hạ Thiên, bây giờ là lúc để càn rỡ, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện sức mạnh của mình. Nghe xong, hắn ta cười nói, ngươi gọi đi, gọi nhanh lên, tốt nhất gọi càng nhiều người đến càng tốt. Đừng giống như ngươi, một đám nương môn, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhiếp Kim Bằng cũng không do dự, trực tiếp há miệng giống lớn, có ai không? Có người khác họ khi dễ người nhà họ Nhiếp, có ai không? Vậy mà ngươi cũng la được, đầu Ninh Thụy Thần đầy dấu chấm hỏi, chuyện này chỉ có thể gọi đến tam cô lục bà, bảy cửu mỗ ra mà thôi. Bọn họ có thể đánh sao? Không thể không nói, Ninh Thụy Thần đã đoán sai tình huống của Nhiếp gia trấn. Nó hoàn toàn khác biệt với cổ trấn bình thường khác. Nhiếp gia trấn, ngoại trừ là một cổ trấn kinh doanh trà truyền thừa ngàn năm, thật ra cũng là một nơi tập võ tu hành. Dù sao Hoàng Sơn cũng là một nơi linh khí khá dư thừa. Nhiếp gia trấn dưới sự che chở của Hoàng Sơn phái, cho dù là người bình thường dưới chân núi cũng không thể coi thường. Ninh Thụy Thần rất nhanh ăn thiệt vì tội khinh thường người khác. Đánh hắn ta chính là một bác gái vừa mới mua hành về. Mấy phút trước, Nhiếp Kim Bằng đánh không lại hắn ta, giống to miệng gọi người khác đến. Ninh Thụy Thần hoàn toàn không thèm để ý, nhưng những người chạy bộ buổi sáng, đi mua đồ ăn sáng gần đó đều tập trung đến xem tình huống như thế nào. Đây không phải Kim Bằng nhà trường sinh sao? Ngươi gặp chuyện gì thế? Một bác gái tay cầm nắm hành nghe được tiếng la của Nhiếp Kim Bằng, chậm rãi bước đến, nhẹ giọng hỏi. Cao nãi nãi, ngươi đến đúng lúc lắm. Nhiếp Kim Bằng vừa nhìn thấy bác gái, trong lòng vui mừng không thôi. Đây chính là người bao che khuyết điểm khó chơi nhất tiểu trấn. Hắn ta chỉ vào Ninh Thụy Thần, tên tiểu tử này khi dễ ta. Chẳng những đánh ta, hắn ta còn chửi cả nhà họ Nhiếp. Hắn ta còn nói cha ta chết rồi. Ngươi có thể xả giận thay ta không? Bác gái cầm hành đưa mắt nhìn Ninh Thụy Thần, trực tiếp của trách tiểu hòa tử, ngươi là người nơi nào? Trong nhà ngươi không có người lớn sao, tại sao lại chạy đến thị trấn chúng ta mà đánh người? Là hắn ta ra tay trước mà. Mặc dù Ninh Thụy Thần không sợ bác gái cầm hành, nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích, hơn nữa, hắn ta còn cầm đao. Nếu ta không phản ứng kịp, bị hắn ta chém thì làm sao bây giờ? Bác gái cầm hành nói, vậy ngươi đứng im đừng nhúc nhích để cho hắn ta chém. Hắn ta còn có thể chém chết ngươi sao? Bác gái, ngươi nói cái gì, ta không nghe lầm chứ? Ninh Thụy Thần không khỏi móc móc lỗ tai của mình, tràn ngập nghi hoặc hỏi, vừa nãy ngươi nói ta đứng im cho hắn ta chém. Đúng, bác gái cầm hành ghét bỏ nhìn Ninh Thụy Thần, đẹp trai như thế mà lỗ tai bị điếc rồi à? Ninh Thụy Thần bó tay, bác gái. Có phải đầu óc của ngươi có vấn đề hay không? Ta dựa vào cái gì mà phải đứng im cho hắn ta chém? Đầu óc của ngươi mới là có vấn đề. Bác gái cầm hành có vẻ không vui, hung hăng trừng mắt với Ninh Thụy Thần, mặc kệ ngươi là người địa phương nào, khách của nhà ai, bây giờ ngươi cút ra khỏi thị trấn cho ta. Ninh Thụy Thần cũng nổi nóng, bác gái, ngươi là ai? Thị trấn này chẳng lẽ là nhà của ngươi, ngươi nói cút thì cút. Bác gái cầm hành vuốt ống tay áo, lộ ra cánh tay khô gầy, người hung hăng càn quấy quá nhỉ, người có tin ta đánh ngươi hay không? Cao nãi nãi, người đừng nói nhảm với hắn ta nữa, cứ đánh hắn ta, trước giúp ta hả giận. Nhiếp Kim Bằng ở một bên trợ giúp, tiểu tử này nhất định không chịu nổi một bàn tay của ngươi đâu. Ninh Thụy Thần cười nói, được, lần này ta đứng im đấy, người đánh ta một bàn tay thử xem. Bốp! Bác gái cầm hành một chút cũng không khách sáo, vung tay đánh cho Ninh Thụy Thần một bạt tai. Ninh Thụy Thần thấy bác gái đưa tay, ban đầu không hề để ý. Một bà lão thì có lực tay gì chứ? Kết quả, khi bàn tay chạm đến mặt của mình,
hắn ta đã biết mình sai, 10 phần sai. Cú bạt tai của bác gái có thể nặng hơn 100 cân, rõ ràng là bàn chải sắt mà. A! À, Ninh Thụy Thần kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra hơn 2 thước. Ha ha ha, xem ngươi còn phách lối nữa không? Nhiếp Kim Bằng thấy vậy, không khỏi cười lên ha hả, hừ, ai bảo ngươi cản đường ta? Ninh Thụy Thần bò dậy từ dưới đất, ôm mặt sưng đỏ, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Chuyện này là như thế nào? Thanh niên thì yếu như gà con, còn một bác gái bình thường đi mua thức ăn lại giống như đại lực sĩ. Đại nương, ngươi đừng đi, còn có việc đấy. Nhiếp Kim Bằng còn đang đắc ý, nhìn thấy bác gái cầm hành quay người muốn đi, lập tức giữ bà lại, ta còn cần ngươi giúp ta phân xử. Cao nãi nãi khó hiểu hỏi, không phải nói chuyện xong rồi sao? Người cũng đã bị đánh ngã. Không phải cái này, Nhiếp Kim Bằng khoát tay, tiểu tử này chỉ cản đường ta. Ta muốn tìm Nhiếp Tiểu Lý, còn có đại bá để hỏi chuyện của cha ta. Trường sinh thế nào, Cao nãi nãi vẫn không hiểu. Ta không biết, Nhiếp Kim Bằng hoảng loạn nói, hôm trước, ông ấy nói muốn đến Quế Thành tham gia lễ đính hôn của Nhiếp Tiểu Lý, thuận tiện buôn bán một chút. Kết quả, ông ấy đi xong thì không còn tin tức gì cả. Sáng nay, ta nghe nói lễ đính hôn đã bị hủy bỏ, sau đó có người nhìn thấy nhà Nhiếp Tiểu Lý trở về. Ta liền đến hỏi một chút, kết quả bị hắn ta cản lại không cho ta vào. Cao nãi nãi nghe xong, lông mày cau lại, thế nào? Gia đình hồ ly lẳng lơ kia lại gây chuyện nữa rồi à? Đi, để ta giúp ngươi hỏi một chút. Lần này Ninh Thụy Thần không dám ngăn cản, bởi vì hắn ta sợ bị tát tai lần nữa. Hiện tại nửa bên mặt đã sưng không còn hình người. Tuy nhiên, hắn ta cũng không sợ, chạy thẳng vào trong nhà hô to, anh rể, Tiểu Lý, không xong rồi. Bên ngoài có một bác gái rất lợi hại đến gây chuyện đấy. Bác gái, Ninh Nhụy Nhụy nghe tiếng kêu, liền bước ra. Nàng lập tức nhìn thấy mặt Ninh Thụy Thần sưng như đầu heo, mặt ngươi làm sao vậy? Bị người ta đánh à? Ninh Thụy Thần khoát tay nói, điều này không quan trọng. Bây giờ có người đến gây chuyện, lại còn rất lợi hại. Nếu không, Tiểu Lý và mẹ của ngươi nên tránh mặt một chút, có thể gặp nguy hiểm đấy. Đây là nhà của ta, tại sao lại phải tránh chứ? Nhiếp Tiểu Lý thản nhiên nói, để ta đi lấy ít thuốc trị thương cho ngươi. Không bôi lên, ngươi sẽ đau lắm đấy. Hạ Thiên lười biếng nói, không cần thoa thuốc đâu, chút thương tích đó rất nhanh sẽ ổn thôi. Sưng to như vậy, sao có thể ổn nhanh như vậy được? À, Nhiếp Tiểu Lý còn chưa nói hết câu. Nàng lập tức nhìn thấy gương mặt sưng to của Ninh Thụy Thần dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang biến mất. Ninh Thụy Thần cũng cảm thấy khó hiểu, bỗng quay sang nhìn Hạ Thiên, anh rể, có phải ngươi? Hạ Thiên chậm rãi nói, vừa rồi, khi ta châm cho ngươi một châm, bên trong có lưu lại linh khí. Muốn tu tiên thì thôi đi, nhưng trị liệu vết thương nhỏ thì không thành vấn đề. Oa, anh rể, ta yêu ngươi chết đi được. A, Ninh Thụy Thần cảm động vô cùng. Nhảy dựng lên nhào về phía Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên đạp cho một cái rơi vào một góc nhà hít bụi. Lúc này, Nhiếp Kim Bằng cùng với Cao Lão Thái Thái chậm rãi bước vào. Nhiếp Trường Thắng có ở đây không? Khí thế Cao Lão Thái Thái đột nhiên tăng lên, vừa mới bước vào phòng khách đã lớn tiếng quát hỏi. Thì ra là Cao nãi nãi. Nhiếp Tiểu Lý nhìn thoáng qua bác gái khí thế kinh người, lập tức tâm bình khí hòa nói, cha của ta bị thương. Vẫn còn đang nằm ở bệnh viện Quế Thành. Chỉ có hai người trở về thôi sao? Ánh mắt Cao Lão Thái Thái khinh bỉ nhìn lướt qua Nhiếp Tiểu Lý và mẹ của nàng, sau đó nhìn Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, hai người này từ đâu đến? Bao nhiêu tuổi? Làm cái gì? Nhiếp Tiểu Lý cố gắng kềm chế cơn tức giận trong lòng, bọn họ là bạn của ta, cùng nhau đến từ Quế Thành. Cao nãi nãi muốn điều tra hộ khẩu sao? Trưởng Trấn là con trai của ta, ta không thể hỏi sao? Cao Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, Nhiếp gia trấn là một nơi có thể thống, không phải loại A Miêu A Cẩu nào cũng có thể đến. Nếu chẳng may bọn họ giáp tâm không tốt, hại người trong thị trấn, mẹ con hai người các ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Cao Thẩm, ngươi nói vậy thì hơi quá rồi. Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý có chút nhịn không được, giải thích, Hạ Tiên Sinh và Ninh Tiểu Thư đều là bạn của Tiểu Lý ta, hơn nữa còn cứu mạng mẹ con ta. Bọn họ không thể nào là người xấu. Ngươi câm miệng đi, Cao Lão Thái Thái hung hăng trừng mắt nhìn mẹ của Nhiếp Tiểu Lý, ngươi chính là loại người lẳng lơ. Năm đó,
người gả vào Nhiếp gia trấn đã không có chuyện tốt, ngày nào cũng liếc mắt đưa tình câu tam đáp tứ với nam nhân. Nuôi hai đứa con gái cũng lẳng lơ theo, câu nam nhân cũng câu đến Quế Thành, người có muốn. Khụ khụ khụ, Nhiếp Kim Bằng nghe đến phát chói tai, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Cao nãi nãi, người đừng mượn đề tài nói chuyện của mình nữa, vẫn nên hỏi chuyện của cha ta đi. Nhiếp Tiểu Lý hơi cau mày, Nhiếp Kim Bằng, người dẫn bà lão này đến chính là để hỏi chuyện này sao? Chính là hỏi chuyện này đấy. Nhiếp Kim Bằng gật đầu, thời gian trước, đại bá mời cha của ta đến Quế Thành giúp ngươi xử lý chuyện đính hôn. Kết quả người vừa đến Quế Thành thì đã mất liên lạc. Cho đến bây giờ cũng không thấy tin tức. Nói xong, hắn ta đưa tay chỉ Ninh Thụy Thần đang nằm ở một góc nhà, vừa rồi, tên tiểu tử kia còn ngăn ta ở bên ngoài, không cho ta vào, còn nói cha ta đã chết. Nhiếp Kim Bằng quát lớn với Nhiếp Tiểu Lý, Nhiếp Tiểu Lý, rốt cuộc ngươi muốn gì? Nhà ta tốt với người nhà của ngươi như thế, ngươi hồi báo chúng ta như vậy sao? Tốt với người nhà chúng ta? Nhiếp Tiểu Lý cười lạnh, nếu ta nhớ không lầm, cha ta đi đánh bạc là do cha ngươi dẫn đi đấy. Cha ta chơi gái cũng là cha ngươi dẫn đi, cha ta nghiện thuốc cũng vậy. Được, Nhiếp Kim Bằng một lần nữa rút ra thanh đao. Đưa đến trước mặt Nhiếp Tiểu Lý, ta chỉ hỏi một câu, cha ta đâu? Chuyện gì cũng từ từ nói, động đao để làm gì? Mẹ của Nhiếp Tiểu Lý bị dọa sợ, vội vàng tiến lên định ngăn cản Nhiếp Kim Bằng, kết quả đã bị Cao lão thái thái chặn lại. Kim Bằng đang hỏi các ngươi đấy, tại sao lại không trả lời? Cao lão thái thái hỏi, chẳng lẽ các ngươi đã làm gì Trường Sinh thật sao? Cái này, mẹ của Nhiếp Tiểu Lý trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. Bởi vì Nhiếp Trường Sinh đúng là chết trước mặt bọn họ. Cho dù bà nói không liên quan, đoán chừng hai người này sẽ không tin. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu tử kia nói là thật? Nhiếp Kim Bằng nhìn thấy biểu hiệu của mẹ Nhiếp Tiểu Lý, tâm lạnh một nửa, sau đó giận dữ hét lên, có phải các ngươi đã làm gì cha ta đúng không? Các ngươi mau nói đi. Nhiếp Tiểu Lý lạnh giọng nói, nếu ngươi đã muốn biết, ta sẽ trực tiếp nói cho các ngươi biết, cha ngươi đã chết. Chết rồi. Nhiếp Kim Bằng hẳn đã chuẩn bị tâm lý, lúc này cảm xúc cũng không trực tiếp sụp đổ, chỉ quát hỏi, là các ngươi giết ông ấy. Vì sao? Nhiếp Tiểu Lý lãnh đạm nói, chúng ta không giết ông ấy, là ông ấy tự nổ mà chết. Cẩu thí, Nhiếp Kim Bằng nổi giận chỉ vào Nhiếp Tiểu Lý mà mắng, cha ta cũng chẳng phải bình ga, làm sao mà có khả năng tự nổ được. Ngươi đừng có nói mò, Ninh Thụy Thần nghe xong, nhịn không được phản bác, bình ga rất an toàn. Sẽ không có việc tự nổ. Nhiếp Kim Bằng bị phản bác, quên mất phải làm cái gì, nhất thời đứng ngẩn cả người. Nếu Trường Sinh thật sự bị các người hại chết, vậy thì không còn gì để nói. Cao lão thái thái hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói, người mau gõ chiêng tập hợp tộc nhân Nhiếp thị đến đại đường giảng trà, chúng ta cùng nhau thẩm vấn hai mẹ con hồ ly lẳng lơ này. Cao nãi nãi, ta kính ngươi là người già cho nên mới không nặng lời với ngươi. Nhiếp Tiểu Lý lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao lão thái thái, nhưng cũng không có nghĩa ngươi có thể cậy già lên mặt. Ngươi nhằm vào nhà chúng ta như vậy không phải là vì khi chọn tộc lão mới 5 năm trước, chúng ta không bỏ phiếu cho ngươi, ngươi thiếu 2 phiếu mới ghi hận cho đến bây giờ. Cao lão thái thái là người già thành tinh, làm sao có chuyện bị mấy lời của Nhiếp Tiểu Lý làm cho mất tinh thần. Bà ta mỉm cười nói, lão thân sống đến từng tuổi này, con trai lại là trưởng trấn. Cái gì tộc lão hay không tộc lão, có gì quan trọng đâu. Lão thân chỉ không hy vọng có người làm ô nhục họ Nhiếp mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý còn lâu mới tin mấy lời nói nhảm này. Nàng lạnh lùng nói, người nói nghe hiên ngang lẫm liệt nhỉ, còn không phải bè lũ xu nịnh sao. Câm miệng, máu nóng Nhiếp Kim Bằng bốc lên, trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý, nếu các ngươi hại chết cha của ta, mẹ con các ngươi nhất định phải đền mạng. Nói xong. Hắn ta giơ đao trong tay lên, bổ về phía Nhiếp Tiểu Lý. Đừng mà, mẹ Nhiếp Tiểu Lý bị dọa sợ, vô thức muốn ôm Nhiếp Tiểu Lý vào lòng. Nhưng đao này hiển nhiên không chém được xuống người Nhiếp Tiểu Lý. A, Nhiếp Kim Bằng kêu thảm một tiếng, một đao chém vào đùi của hắn ta, máu tươi lập tức phun từ vết thương ra. Cái này, Cao lão thái thái cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa nhảy dựng. Tuy nhiên, phản ứng của lão thái thái cũng rất nhanh, lập tức xé một miếng vải trên người xuống buộc vào vết thương trên đùi Nhiếp Kim Bằng, sau đó điểm vào mấy huyệt vị, máu cứ như vậy mà ngừng lại.
Ninh Nhụy Nhụy nhỏ giọng nói với Hạ Thiên, lão thái thái này không đơn giản. Đúng là không đơn giản, nhưng cũng không phức tạp. Hạ Thiên lười biếng nói, chỉ là sống được lâu, hiểu chút công thức và phương pháp kỳ lạ mà thôi. Nhiếp Kim Bằng hung hăng trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Lý, Nhiếp Tiểu Lý, ngươi còn dám hoàn thủ. Nếu mắt của ngươi không bị mù, ngươi có thể nhìn thấy vợ tiếp viên hàng không vẫn không động đậy mà. Hạ Thiên cười nói, người ra tay là ta đấy. Thuận tiện nói luôn một câu, Nhiếp Trường Sinh là do ta giết, chẳng liên quan gì đến vợ tiếp viên hàng không cả. Nhiếp Kim Bằng nghe xong, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Hạ Thiên mấy lần, người từ đâu xuất hiện vậy, a? À. Lời còn chưa nói hết, vết thương trên đùi bỗng nhiên rách ra, đau đến mức hắn ta muốn trợn trắng mắt. Tiểu hòa tử, người không phải là người nơi này. Người ở đâu, làm gì, Cao lão thái thái nheo mắt, cười ha hả hỏi Hạ Thiên. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người của Cao lão thái thái, mọi người có thể sẽ bị lừa, tưởng rằng đây chính là một bà lão nhân ái dễ gần. Lão thái bà, người giả bộ như vậy không lừa được ta đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, người không phải người bình thường, nhưng đừng tưởng rằng học được chút trò quỷ vặt thì cảm thấy mình lợi hại. Sắc mặt Cao lão thái thái tái đi, không nghĩ đến Hạ Thiên nhìn thấu được bà ta. Tuy nhiên, dù sao bà ta cũng là người già thành tinh, rất nhanh đã điều chỉnh xong, xem ra ngươi là người tu hành, không biết là đệ tử của vị cao sư nào. Muốn lôi kéo ta à? Hạ Thiên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn trả lời, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên, ta cũng là vô địch trời sinh. Đại sư phụ của ta là quỷ y Trương Minh Đà, lão thái bà, ngươi có biết không? Trương Minh Đà, ngươi là đồ đệ của hắn ta. Tốt, tốt cực kỳ. Âm thanh Cao lão thái bà đột nhiên trở nên bén nhọn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tìm hắn ta mấy chục năm rồi vẫn không thấy tung tích, không nghĩ đến hôm nay lại gặp may, gặp phải đồ đệ của hắn ta. Hạ Thiên nhếch miệng, làm gì? Trước đó sư phụ ta khi dễ ngươi sao? Không đúng. Phẩm vị của ông ấy không thấp như vậy mới đúng chứ. Nói như vậy, ông ấy không ăn cứt. Nói chuyện đừng tổn hại như thế. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở Hạ Thiên một câu. Tốt, rất tốt, Cao lão thái thái cũng giận đến cực điểm, trừng mắt nhìn Hạ Thiên, quả nhiên vật hợp theo loài. Một nhà hồ ly lẳng lơ thông đồng với một tiểu tặc. Hôm nay, cho dù tộc lão đến, lão thân cũng nhất định giết chết ngươi để tiêu trừ mối hận trong lòng. Chờ đến chỗ Diêm Vương ra, ngươi có muốn hận cũng đừng hận ta, ngươi nên hận Trương Minh Đà năm đó đã tạo nghiệt. Hạ Thiên nói, làm gì? Đại sư phụ ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Tên lang băm đáng chết năm đó đã chữa chết ba đứa con trai của ta. Sắc mặt Cao lão thái thái vốn tái nhợt, nhưng bởi vì lửa giận mà trở nên đỏ bừng, nhiều năm vẫn không có tin tức của hắn ta. Ta còn tưởng rằng hắn ta chết ở đâu rồi chứ. Nếu tìm không thấy hắn ta, giết đồ đệ của hắn ta cũng giống nhau mà thôi. Ai nói tìm không thấy? Đại sư phụ của ta đang ở dưới chân Trung Nam Sơn đấy. Hạ Thiên nói, người muốn báo thù thì cứ đến đó mà tìm ông ấy, gây chuyện với ta, người chẳng những không báo được thù mà còn chết rất thảm. Ha ha, bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô ích. Cao lão thái thái bỗng dưng móc ra ba bộ móng tay quỷ dị, đeo vào ngón tay của mình, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Nhiếp Kim Bằng nhìn thấy, lập tức nói, Cao nãi nãi, ngươi đừng cố báo mối thù của ngươi không, ngươi cũng thay ta báo thù luôn, thuận tiện làm thịt mẹ con Nhiếp Tiểu Lý. Yên tâm đi, hôm nay, người trong phòng này, ngoại trừ ngươi và ta, ai cũng đừng hòng sống sót chạy ra ngoài. Cao lão thái thái hung dữ nói. Hạ Thiên lắc đầu. Có chút khinh thường nói, ban đầu, ta chẳng có hứng so đo với một bà già như ngươi. Nhưng nếu ngươi nhất định muốn chết, ngươi cũng đừng trách ta. Cho đến bây giờ, ta không quen bỏ qua cho mấy tên ngốc, mặc kệ nam nữ già trẻ. Hừ, tiểu oa nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cao lão thái thái khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, huống hồ Trương Minh Đà cũng chỉ học y. Nếu không phải hắn ta trốn nhanh, hắn ta đã chết trong tay lão thân rồi. Cho dù ngươi là đồ đệ của hắn ta, cùng lắm cũng chỉ học được chút y thuật, còn có bản lãnh gì khác chứ? Nhiếp Kim Bằng cố nén cơn đau ở đùi, lớn tiếng nói, Cao nãi nãi, đừng nói nhiều vô ích với tên tiểu tử đó làm gì, cứ làm thịt hắn đi. Cũng đúng, trước làm thịt tên tiểu tử ngươi, sau đó thả tin tức ra ngoài.
lão thân không tin Trương Minh Đà không đến. Cao lão thái thái gật đầu, sau đó cất bước bước về phía Hạ Thiên, thân hình thậm chí còn có chút lay động. Ninh Thụy Thần không dám khinh thường lão thái thái, vội vàng nhắc nhở chị, anh rể, tuyệt đối đừng chủ quan. Lão thái thái này rất quỷ dị, khí lực lại rất lớn, tuyệt không giống người già, sao? Hắn ta còn chưa nói hết, một ngón tay móng vuốt thép đã đâm vào cổ họng của hắn ta. A, à, Ninh Thụy Thần đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn không nghĩ đến lão thái thái kia lại ra tay với hắn ta, lại còn đột nhiên như thế, nhanh chóng như thế, khiến cho hắn ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Xong, lần này xong rồi, Ninh Thụy Thần chợt lạnh trong lòng, chỉ là khi hắn ta cảm thấy chết chắc, cánh tay trái của hắn ta bỗng nhiên chặn lại móng vuốt thép. Cao lão thái thái cũng sững sờ, không thể nào. Không có gì là không thể cả. Hạ Thiên lười biếng nói, ta đã rót một ít băng hỏa linh khí vào trong cánh tay của hắn ta. Khi nào gặp phải nguy hiểm, nó sẽ tự động phản ứng. Ninh Thụy Thần vui mừng quá đỗi, hưng phấn hẳn lên, anh rể, người quá ngưu bức rồi. Thật đáng ghét, cao lão thái thái vốn muốn công kích Ninh Thụy Thần, dùng hắn ta để dụ Hạ Thiên hoặc Ninh Nhụy Nhụy đến cứu, sau đó một kích chí mạng. Cho dù không giết được Hạ Thiên, ít nhất cũng để cho tinh thần của hắn bị trọng kích. Đáng tiếc, bàn tính đánh nhầm, ngay cả Ninh Thụy Thần cũng không bắt được. Lão thái bà, với chút bản lãnh này của ngươi, ngươi đừng chơi âm mưu quỷ kế gì cả. Hạ Thiên mất kiên nhẫn, bĩu môi nói, ngươi trực tiếp sử dụng bản lãnh lợi hại nhất của mình đi. Ta đứng im ở đây, xem móng vuốt rách kia của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt cao lão thái thái sáng lên. Hung ác nói, đây chính là do ngươi nói đấy nhé. Khi nào đến chỗ Diêm Vương, ngươi cũng đừng trách lão thân. Nói xong, cao lão thái thái ung dung xoay người, chậm rãi bước về phía Hạ Thiên. Tốc độ cực kỳ chậm, người giống như có thể ngã sấp xuống bất cứ lúc nào. Nếu bình thường trên đường cái, nhìn một lão thái thái đi đường như vậy, đoán chừng sẽ có không ít người hảo tâm chạy đến đỡ lấy bà ta. Tuy nhiên, người ở đây, bao gồm Nhiếp Kim Bằng, hiển nhiên cũng không đến đỡ lấy bà ta làm gì. Đã nói như vậy rồi, người còn chơi mấy chiêu thức chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút thất vọng quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, lão thái bà này giao cho nàng xử lý. Bà ta chẳng xứng cho ta ra tay. Ninh Nhụy Nhụy cũng không có chướng ngại tâm lý khi dễ người già, bởi vì bà lão trước mặt hiển nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Nàng không phải Hạ Thiên. Chỉ cần không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị tổn thương. Sao? Bỗng dưng, ánh mắt Nhiếp Tiểu Lý xuất hiện một thân ảnh khô gầy, cũng giống như Ninh Thụy Thần, móng tay vuốt thép đâm về phía cổ của nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.